Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 50. Mộc Dương một mỉm cười lui sang một bên, đem sân khấu trống không. Nhân vật chính của hôm nay nên đăng tràng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám chút nào sơ suất, ngay cả con mắt cũng không cam lòng cho chát một cái, nhìn chằm chằm sân khấu vào bàn miệng phương hướng nhìn lại. Hơn 10 trên trăm bằng lái camera toàn bộ đều nhắm ngay vào bàn cửa, mỗi một người đều đưa tay ấn ở tại khoái môn cửa. Tùy thời chuẩn bị nhấn xuống quay chụp kiện, ghi lại lịch sử này tính nhất khắc. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến. Cái này một vị người tổng phụ trách từ nhậm chức một ngày kia trở đi, liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất thần bí, chưa từng có tại cái gì trường hợp chính thức ra mặt. Đại gia thậm chí đều cho rằng, Mộc Dương một hồi không phải là người tổng phụ trách. Dư luận nổi lên bốn phía, dạng gì suy đoán đều có. Nhưng cái này một vị người tổng phụ trách chính là không lộ diện, chính là cho các ngươi suy đoán. Cho các ngươi sốt ruột, có thể kỳ quái là, hắn còn đó là có thể dưới tình huống như vậy đem Giang Nam khu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại hắn quản chế xuống hơn một năm nay trong thời gian, Giang Nam khu có nhảy vọt phát triển. Các đại hạng mục đều thuận lợi kiến thành. GDP hầu như thành 90 độ đi lên nhảy lên, cùng làm hỏa tiễn giống nhau nhanh. Đang lúc mọi người đều cho rằng vị này người tổng phụ trách muốn chỉ trích Phương Tù thời điểm, hắn lại dứt khoát quyết nhiên tuyên bố ẩn lui, ở cuộc sống ngọn núi cao nhất dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Như vậy một vị tràn ngập sắc thái thần bí đại nhân vật, có nhiều lắm có thể viết cố sự. Đăng tràng A, người tổng phụ trách. Thiên hồ vạn hoán thủy đi ra. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, ở đèn tự quang soi sáng trong, Giang Nam khu người tổng phụ trách rốt cục bước ra kiên cố mà có lực cước bộ, nặng nề đạp ở trên võ đài. Mỗi một bước, đều leng keng mạnh mẽ, giống như là đạp ở lòng của mọi người chuyện khó trên. Tới, người tổng phụ trách, tới. Ba ba bá, hàng trăm hàng ngàn cái đèn loang loáng điên cuồng lóe ra, ghi lại lịch sử tính nhất khắc. Đem cái này một vị đại nhân vật đăng tràng cho ghi chép xuống. Dưới đài ánh mắt mọi người đều bị tụ tập tới. Thậm chí rất nhiều người đều kích động đứng lên, như vậy liền cùng đang diễn hát hội nhìn lên đến thần tượng đăng tràng biểu diễn thông thường, điên cuồng mà chân thành tha thiết. Đang lúc mọi người chờ mong cùng trong tiếng vỗ tay, người tổng phụ trách mỉm cười đi hướng chính giữa sân khấu. Vừa đi, một bên lễ phép hướng phía dưới đài hơn ngàn người phất tay ý bảo. Hắn, chính là Giang Nam khu người tổng phụ trách. Hắn, chính là Giang Sách. Lại đi đến chính giữa sân khấu, đứng ở trước ống nói một khắc kia, Giang Sách tính táo dị thường, không nói câu nào, chính là lễ phép đứng ở nơi đó bảo trì mỉm cười. Dưới đài đèn loang loáng không ngừng, tiếng vỗ tay không ngừng. Kéo dài không phải suy. Trong này, ngồi ở đầu một hàng đinh ra bốn người tất cả đều ngây ra như phỗng. Đinh Khải Sơn cùng Tô Cầm Lão hai cái con mắt trợn thật lớn, miệng há mở, nước bọt đều chảy xuống cũng không biết lau một chút, tim đập cùng lễ mừng năm mới thả tiểu pháo giống nhau, bùm bùm vang lên không ngừng. Giang Sách chính là người tổng phụ trách. Con rể của bọn hắn là người tổng phụ trách. Đùa gì thế? Đùa gì thế? Đùa gì thế? Đinh Khải Sơn một đôi tay run rẩy cũng không biết nên để ở nơi nào cho phải. Hắn biết Giang Sách có năng lực chịu. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Giang Sách có lớn như vậy năng lực. Suy nghĩ một chút, từ Giang Sách trở về, hắn đã từng nhục nhã qua người con rể này bao nhiêu lần. Thậm chí còn muốn nữ nhi với hắn ly hôn. Nếu như không phải Giang Sách lòng dạ rộng, Đinh Khải Sơn một nhà đã sớm chơi xong. Trước đây hắn chỉ là cho rằng Giang Sách người tốt, không so đo, có điểm năng lực, nhưng giờ này khắc này, hắn mới biết được Giang Sách là cỡ nào giỏi lắm người. Ngồi ở vị trí cao, còn có thể nén giận, đúng mực ở tại bọn hắn ra đợi. Cũng không hiển sơn lộ thủy. Vô luận là phẩm cách còn là năng lực, đều là đứng đầu nhất tồn tại, Khổng Lão phu tử nói, thánh nhân, cũng bất quá như thế a. Tô Cầm lôi kéo Đinh Khải Sơn cánh tay. Lão nhân, ta là không phải hoa mắt, làm sao trên đài vị kia người tổng phụ trách, ta nhìn giống chúng ta ra sách nhị a. Nàng không phải không nhận ra, là không dám nhận thức a. Người tổng phụ trách địa vị thân phận gì, cho nàng Tô Cầm làm con rể tới nhà, nàng còn chưa hề biết. Ha ha,
nói ra người nào tin tưởng a? Không đợi Đinh Khải Sơn mở miệng, một bên Đinh Phong Thành nhưng thật ra cướp lời nói, thím nhi. Đây chính là Giang Sách không sai. Sẽ không sai, hắn mặc cái này mặc đồ tây hay là ta mua cho hắn. Bởi vì Giang Sách khiêm tốn quán, cũng không có cái gì quý giá y phục, cho nên Đinh Phong Thành vì cảm tạ Giang Sách, đã từng cho hắn định chế một bộ tây trang. Giang Sách nhưng xưa nay không xuyên qua. Thứ nhất Giang Sách không thường xuyên, thứ hai bình thường người nào không có việc gì mãi cứ mặc âu phục. Cho nên vẫn cách. Thế nhưng ngày hôm nay, sự họp long trọng như vậy trường hợp, Giang Sách tốt xấu cũng đem mình thu thập một chút, mặc vào Đinh Phong Thành cho hắn may bộ này sang quý tây trang. Số tiền kia thức, Đinh Phong Thành liếc mắt là có thể nhận ra. Bất quá nói thật, coi như không có cái này mặc đồ tây, hắn cũng không khả năng không nhận ra Giang Sách. Đây chính là Giang Sách a, là hắn đã từng ác mộng, hôm nay ân công, Đinh Phong Thành coi như là không biết cha hắn, cũng không thể không biết Giang Sách. Đinh Phong Thành lắc đầu cười khổ. Giang Sách a Giang Sách, ngươi thực sự là thật lợi hại, một lần này đổ ước. Ta lại thua ngươi lạc tương đương. Bọn họ đánh đố sẽ ở đại hội hiện trường gặp mặt. Đinh Phong Thành vẫn cho rằng không có khả năng, nhưng bây giờ chứng kiến Giang Sách đứng ở chính giữa sân khấu, đứng ở trước ống nói. Dám đem không có khả năng biến thành khả năng. Bọn họ đúng là hiện trường gặp mặt. Hơn nữa đầu một hàng khoảng cách sân khấu chỉ có không đến 5 thước khoảng cách, bọn họ cách gần vô cùng. Thua. Thua tâm phục khẩu phục. Thua Đinh Phong Thành một bên vỗ tay một bên cười ha ha. Giang Sách, ngươi thực sự là thần nhân ở đâu? Đinh Phong Thành hướng về phía Đinh Mộng Nghiên nói rằng, tiểu muội, nhìn thấy không, trên võ đài vị kia chính là Giang Sách, sẽ là của ngươi lão công a. Sao lại thế nhìn không thấy? Ở Giang Sách mới vừa đăng tràng trong chớp mắt ấy, Đinh Mộng Nghiên cũng đã nhận ra. Chỉ là nàng không thể tin được. Nàng đã từng cho rằng Giang Sách là một cái không có tiền đồ nam nhân, là một cái bị người làm nhục cũng không biết hoàn thủ người nhu nhược, mặc dù sau lại Giang Sách nhiều lần trợ giúp nàng hóa giải nguy nan, nàng vẫn mơ hồ cảm giác Giang Sách cả ngày không có việc gì, không giống cái người đàn ông có trách nhiệm dạng. Nhưng giờ này khắc này, nàng biết mình sai rồi. Sai thái quá. Giang Sách không phải không có việc gì, càng không phải là cái người nhu nhược, Giang Sách trên vai khiêng chính là toàn bộ Giang Nam khu. Hắn đảm đương, nhật nguyệt chứng giám. Đinh Mộng Nghiên vẫn không biết Giang Sách mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài là vì cái gì. Hiện tại nàng đã biết. Giang Sách là mỗi thiên bận về việc, Giang Nam khu sự vụ lớn nhỏ. Nàng vì có như vậy một vị phẩm hạnh giỏi nhiều mặt tốt trượng phu mà cảm thấy kiêu ngạo, có thể gả cho Giang Sách, là Đinh Mộng Nghiên đời này kiếp này chuyện hạnh phúc nhất. Không hối hận rồi, không tiếc. Cũng sẽ không bao giờ có người nói chồng của nàng là kẻ bất lực con rể tới nhà, đã từng bị ủy khuất, vào thời khắc này, hoàn toàn thả ra. Khóe mắt chảy xuống lệ. Là nhiệt lệ. Đinh Mộng Nghiên dùng nhiệt tình mà chân thành nhãn thần nhìn trên võ đài trượng phu, không kiềm hãm được vì hắn vỗ tay. Nam nhân của nàng, thế gian tốt nhất. Tiếng vỗ tay như sấm ước chừng vỗ được có 10 min, mới chậm rãi dừng lại. Đủ để nhìn ra hiện trường mọi người đối với Giang Sách kính yêu. Nhưng là không hoàn toàn. Thì có một người từ đầu tới đuôi chưa từng làm sao di chuyển, coi như là vỗ tay cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Cái này, không giống người thường, nhân chính là Đường Văn Mạt. Khi nhìn đến đi lên đài người là Giang Sách sau đó, Đường Văn Mạt cả người đều mông vòng. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có bất luận cái gì cái nào một khắc. Đem Giang Sách cùng Giang Nam khu người tổng phụ trách Hoa lên dấu bằng. Hắn thấy là căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nhưng bây giờ bất đồng. Giang Sách ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đi ra, nhìn nữ Mộc Dương một na thái độ cung kính, không muốn thừa nhận đều không được. Coi như Giang Sách thông minh đi nữa, lớn mật đến đâu, cũng không khả năng làm ra nơi công chúng giả mạo người tổng phụ trách loại này hoang đường ngu xuẩn hành vi. Cho nên Giang Sách chính là người tổng phụ trách chuyện này là tọa thực. Lần này, Đường Văn Mạt như thể hồ quán đính, triệt để tỉnh. Thảo nào cho tới nay ta đều không thắng được hắn, mặc kệ tìm ai hỗ trợ đều thua rối tinh rối mù. Thì ra, hắn chính là cái kia đứng ở đỉnh điểm nam nhân. Ở Giang Nam khu, người tìm lớn hơn nữa quan, vậy cũng không hơn được nữa Giang Sách.
cho nên ngươi tìm người đối phó Giang Sách, đây không phải là nhất kiện xả đạm sự tình sao? Đường Văn Mạt cũng hiểu vì sao người tổng phụ trách biết cố ý mời người của Đinh gia dự họp lần này đại hội, ha ha, đây chính là Giang Sách người nhà, có thể không mời sao? Hơn nữa nhìn Đinh Khải Sơn một nhà phản ứng, ước đoán ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới ngày hôm nay đi ra người sẽ là Giang Sách. Lại nói tiếp thật đúng là khôi hài a. Tất cả mọi người bọn họ cũng không chi đạo Giang Sách đích thực thật thân phận, vẫn bị lén gạt đi. Mà khi bọn họ thực sự chi đạo Giang Sách thân phận thời điểm, Giang Sách lại lựa chọn thoái ẩn, không còn là người tổng phụ trách. Có một chút nên biết thời điểm không biết, chớ nên biết đến thời điểm biết cảm giác. Rất quái dị. Đường Văn Mạt thở dài một hơi, lẩm bẩm, Giang Sách chính là người tổng phụ trách, ha ha. Ta đây cái mạng có thể bảo trụ đã coi như là tốt, ai? Hắn không còn có bất kỳ ý tưởng gì rồi, đời này cũng không thể đi theo Giang Sách một nhà đối nghịch. Trứng trọi đá, ngu xuẩn như vậy thời điểm, Đường Văn Mạt sẽ không làm. Trước đây không biết còn chưa tính, bây giờ biết rồi, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ngồi ở chỗ kia, nhìn trên võ đài Giang Sách, Đường Văn Mạt thậm chí đang suy nghĩ, nếu như ngay từ đầu hắn liền chi đạo Giang Sách thân phận, tình hình kia sẽ hoàn toàn khác nhau. Hắn biết hết sức nịnh bợ lấy lòng Giang Sách. Mặc dù Giang Sách không thích hắn, nhưng bằng người một nhà quan hệ, thế nào Giang Sách cũng phải kéo hắn một bả, giúp hắn ngồi trên cao hơn vị trí A. Đáng tiếc, không có nếu như. Đường Văn Mạt vì mình vô tri cùng tự đại bỏ ra giá thê thảm. Trên võ đài, Giang Sách đứng nghiêm ở nơi nào, mặt mỉm cười nhìn mọi người dưới đài. Vẫn chứng kiến tiếng vỗ tay đình chỉ. Giang Sách lúc này mới chậm rãi há mồm nói rằng, các tiên sinh các nữ sĩ, cảm tạ đại gia trong trăm công ngàn việc bớt thời giờ dự họp lần này về hưu đại điển, vì cá nhân ta chuyện nhỏ kinh động mọi người, thực sự có chút ngượng ngùng. Nhưng ta dù sao vẫn là Giang Nam khu người tổng phụ trách, mặc dù ta nếu không thích cao giọng trường hợp. Có một số việc nên hướng công chúng nói rõ vẫn phải là hướng công chúng nói rõ. Đầu tiên điểm thứ nhất, ta muốn hướng mọi người nói lời xin lỗi, vẫn không có công khai thừa nhận qua thân phận, đây là ta một điểm ích kỷ. Phía trước 2 giờ, Giang Sách trên cơ bản đem tiền nhiệm tới nay tình huống công tác làm một cái tổng kết hội báo, xem như là đối với công chúng có một khai báo. Sau đó, hắn khom người bái thật sâu. Ở hội nghị cuối cùng, ta muốn hướng gia nhân của ta nói một tiếng xin lỗi. Không dối gạt đại gia, mãi cho đến buổi trưa hôm nay mới thôi, gia nhân của ta cũng còn không biết thân phận của ta. Ta gạt mọi người đồng thời cũng gạt gia nhân của ta. Đơn giản là ta không nhớ nhà bởi vì ta lo lắng, cũng không muốn người nhà bởi vì ta thân phận đặc thù mà lâm vào trong phiền toái. Ngày hôm nay tuyển trạch làm cho người nhà biết, cũng là bởi vì ta muốn thoái ẩn. Lại một lần nữa, ta muốn nói tiếng xin lỗi. Giang Sách lại một lần nữa khom người bái thật sâu. Dưới đài Đinh Khải Sơn, Đinh Mộng Nghiên đám người nhìn trong lòng ngũ vị tạp thành, cái loại cảm giác này có một chút kỳ quái. Nếu như vẫn luôn không phải chi đạo Giang Sách thân phận còn chưa tính, bọn họ sẽ đem Giang Sách trở thành người thường đối đãi. Làm như thế nào sống qua ngày làm sao còn sống qua ngày. Nếu như từ ngay từ đầu liền chi đạo Giang Sách thân phận cũng được. Bọn họ sẽ đối với Giang Sách khách khí, thậm chí có thể lợi dụng Giang Sách thân phận tới làm một việc, cho mình căng căng khuôn mặt. Khó chịu nhất đúng là hiện tại loại tình huống này, đã biết Giang Sách thân phận rồi lại đối mặt Giang Sách thoái ẩn, về sau muốn nhờ vào đó tới lấy le một chút đều không được. Đinh Khải Sơn thở dài, sợ rằng đây chính là Giang Sách cố ý. Người đàn ông này khiêm tốn quán, ghét nhất chính là người bên cạnh lợi dụng thân phận của hắn khắp nơi ảo diệu a. Về hưu đại hội mở sấp xỉ 3 giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Sách đem sự tình toàn bộ đều trần thuật hoàn tất sau đó, ly khai sân khấu. Mộc Dương một ở hiện trường đều đâu vào đấy chỉ huy thuộc hạ nhân sơ tán hiện trường, đại gia làm từng bước rời đi đại hội hiện trường. Đường Văn Mạt đi ở trong đám người, mặt không có chút máu. Từ nay về sau, hắn lại cũng không là đông vực phó thống. Hắn chỉ là nhất giới bình dân, cũng sẽ không bao giờ có người nịnh hót làm hắn vui lòng, chỉ biết có đã từng bị hắn nhục nhã qua người tới cửa trả thù. Hắn muốn bắt đầu tiếp thu như vậy thân phận mới. Ai? Bởi quá nhiều người, chỉ là sơ tán liền hao phí hơn một giờ.
Người của Đinh Gia ly khai hiện trường sau đó, thẳng về nhà, đại gia ngồi ở trên ghế salon. Hồi tưởng đại hội hiện trường chuyện đã xảy ra, còn như một giấc mộng vậy không còn cách nào tỉnh lại. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Thẳng đến một chiếc quan phương xe lái đến cửa. Thẳng đến người nam nhân kia từ trên xe đi xuống, đi vào đại môn. Ngày hôm nay Giang Sách về đến nhà, đã không còn ba mẹ nhiệt tình khoản đãi. Người nhà của hắn còn cần thời gian nhất định tới giảm bớt loại này xấu hổ cùng khiếp sợ. Giang Sách đi vào gia môn, chứng kiến im lặng không lên tiếng mọi người, cũng có vẻ hơi không biết nên làm sao bây giờ. Nói cái gì đó chỉ có thích hợp. Đang lúc mọi người ngay cả nhìn nhau liếc mắt đều cảm thấy lúng túng thời điểm. Ninh Phong Thành bỗng nhiên ha 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 cười ha hả, chỉ vào Giang Sách nói rằng, Giang Sách a Giang Sách, tiểu tử ngươi không chỗ nói a. Lâu như vậy tới nay ngươi đều gạt chúng ta. Rõ ràng thân phận tôn quý lại làm bộ kẻ bất lực, a hát, ngươi làm sao như thế có thể chịu. Hắn cố ý đi tới Giang Sách trước mặt, muốn bình thường giống nhau tự tay khoác lên Giang Sách cổ, bất quá thật có ngươi, lúc này đây đánh đố ta lại thua rồi, ngươi nói chúng ta ở hiện trường sẽ gặp mặt. Chúng ta thật vẫn liền gặp mặt rồi. Chúng ta đánh nhiều lần như vậy đổ, ta một lần cũng không thắng qua, Giang Sách, ta quyết tâm giới độc, đời này cũng sẽ không lại theo người đánh bất luận cái gì đánh cuộc. Vừa nói, hắn một bên kéo Giang Sách đi tới trong phòng, hướng phía Đinh Khải Sơn, Tô Cầm nói rằng, tam thúc, tam thẩm, trời cũng đen, ta bụng cũng đã đói, nên ăn cơm a. A hát, là nên ăn cơm, Tô Cầm vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi kiếm cơm tối. Đã bị Đinh Khải Sơn một bả bấm lên. Đinh Khải Sơn cau mày, loáng thoáng có thể cảm giác được sự phẫn nộ của hắn. Cái này tức giận, là hướng về phía Giang Sách tới. Không khí của hiện trường có một chút xấu hổ. Đinh Phong Thành còn muốn nói nhiều cái gì tới giảm bớt loại không khí này, thế nhưng bị Đinh Khải Sơn một ánh mắt liền cho đỗi không dám há mồm. Đinh Khải Sơn hít sâu mấy lần, nhìn chằm chằm Giang Sách nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Giang Sách, ngươi thực sự là giấu giếm đủ sâu, rõ ràng ngồi ở vị trí cao lại cam tâm tình nguyện làm một cái con rể tới nhà, bị chúng ta Đinh gia từ trên xuống dưới trào phúng lâu như vậy. Ha ha, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi là đem mình làm Batman rồi không? Chịu nhục, trong đêm đen hành hiệp trượng nghĩa sao? Giang Sách cười khổ không nói. Nên nói hắn đều đã tại trong đại hội nói, nên giải thích cũng đều giải thích. Hiện tại không thể nói gì nữa. Ninh Phong Thành chứng kiến Giang Sách cái dạng này có điểm luống cuống, mau đánh giảng hòa, tam thúc, Giang Sách không phải đều nói qua sao. Hắn là sợ các ngươi. Sợ chúng ta cái gì? Ninh Khải Sơn giận dữ hết, sợ chúng ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mượn thanh danh của hắn khắp nơi làm sằng làm bậy sao? Ha ha, đem chúng ta làm cái gì rồi? Không phải, tam thúc, người nghĩ nhiều lắm. Tô Cầm đã ở một bên khuyên, lão nhân. Giang Sách tính cách người cũng biết, hắn không nói cũng là vì chúng ta tốt, sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa Giang Sách khiêm tốn quán, tại gia liền muốn nhà cảm giác mà thôi. Trải qua Đinh Phong Thành cùng Tô Cầm một phen giảng giải, Đinh Khải Sơn bớt giận phân nửa. Bản thân hắn đối với Giang Sách sẽ không có hận, chỉ là bị che giấu lâu như vậy, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Cuối cùng, Đinh Khải Sơn nói rằng, không phải ta nói ngươi. Giang Sách a. Về sau có nữa chuyện gì ngươi được trước giờ nói cho chúng ta biết, làm cho chúng ta có một chuẩn bị tâm lý. Ta với người mụ đều lớn tuổi, chịu không nổi kích thích lớn như vậy, ngày hôm nay ở hội trường ta suýt chút nữa không có hù chết đi qua. Đinh Phong Thành cùng Tô Cầm đều ở đây cười trộm. Ngày hôm nay ở hội trường Đinh Khải Sơn nào có bị sợ chết dáng vẻ. Toàn trường là thuộc hắn hưng phấn nhất, bàn tay vỗ vang nhất, đắc ý đều nhanh muốn lên ngày. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, người cái này người tổng phụ trách làm khá tốt, muốn năng lực có năng lực muốn công trạng có công trạng, để làm chi từ chức ẩn lui a. Giang Sách nói rằng, mệt mỏi. Ninh Khải Sơn thở dài, đúng vậy, người nào nằm ở Giang Sách vị trí đều sẽ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Tô Cầm một bên nói rằng, ai, lui, liền sách nhi giao thiệp cùng năng lực, về sau còn sợ kiếm không đến tiền sao. Không quan hệ, tại gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Ninh Khải Sơn lắc đầu, kỳ thực ta ngược lại thật ra không sao cả, chính là mộng nghiên. Hắn nhìn về phía Giang Sách, các ngươi là phu thê,
Người giấu giếm nàng lâu như vậy, nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng giữa phu thê cảm tình. Lúc đầu nàng là có thể lấy ngươi làm vinh, nhưng bây giờ, nàng cũng cảm giác chính mình giống như một cái kẻ ngu si, bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Ai, Mộng Nghiên đang ở bên trong phòng ngủ, chính ngươi đi vào cùng với nàng giải thích ra. Giang Sách gật đầu, cất bước đi tới cửa phòng ngủ. Đẩy cửa mà vào. Đập vào mi mắt, là Đinh Mộng Nghiên na duyên dáng người, mỗi một lần về nhà thăm đến Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hắn trở tay đóng cửa lại. Lão bà. Đinh Mộng Nghiên nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay mặt đi. Giang Sách ngây ngẩn cả người, hắn không phải cái loại này biết hoa ngôn xảo ngữ hống nữ nhân vui vẻ người, về mặt tình cảm có điểm chất phác, vô cùng thẳng nam. Cho nên, đang đối mặt ngày hôm nay tình hình như thế thời điểm, hắn có điểm chân tay luống cuống. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên. Giống như một đứa ngốc giống nhau đứng ở đằng kia, vừa đứng chính là 5-6 phút. Đinh Mộng Nghiên ngồi ở trên giường cau mày, nặng nề đấm một cái giường mặt, bĩu môi gắt giọng, đều loại thời điểm này rồi, người cũng sẽ không ôm ta, hò hét ta sao? Thực sự là hết thuốc chữa A. Giang Sách lúc này mới hậu chi hậu giác, nhanh lên cởi giày, cuống cuồng bò lên giường ôm lấy Đinh Mộng Nghiên. Đinh Mộng Nghiên còn làm bộ từ chối hai cái, lúc này Giang Sách cũng không phải ngốc không có buông tay, mà là ôm thật chặt lấy. Lão bà, xin lỗi che giấu ngươi lâu như vậy. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi kia mà, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng cũng không biết làm sao mở miệng rồi, mới có thể vẫn lén gạt đi. Cái này không kỳ quái, liền Giang Sách tính cách này. Nếu như thật nói ra đó mới gọi kỳ quái. Đinh Mộng Nghiên lạnh rên một tiếng, cáu giận nói, đây chính là 3 ngày trước ngươi theo ta nói, đến lúc đó ta cũng biết hết thảy. Là, vẫn là, Giang Sách. Ngươi thực sự là đủ hư. Đinh Mộng Nghiên nện Giang Sách ngực, sau một lát hỏi tới, thành thật khai báo, ngươi trừ cái này sự kiện trên lừa ta, còn có chuyện gì đã lừa gạt ta không có? Ta chưa từng có lừa ngươi a, chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi. Vậy gọi lừa gạt, ngạch. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, nhìn ngươi bộ dáng như vậy chắc là kẻ tái phạm, rồi, còn có cái gì gạt ta sự tình, từ thật giao tới. Giang Sách ngẩng đầu lên suy nghĩ, không có lừa gạt ngươi chuyện nha, a hát được rồi, ta ở Hằng Tinh Châu báu giữ lấy 3 thành công ty cổ phần có tính không giấu giếm chuyện của ngươi. A, Đinh Mộng Nghiên lại càng hoảng sợ, ta đã nói Kỳ Trấn đối với ngươi làm sao khách khí như vậy. Thì ra ngươi là cổ đông một trong A, nói, còn có gì khác không? Giang Sách suy nghĩ một chút, ân, ta là nhân trị y quán lão gia tử quan môn đệ tử, ngươi thật giống như biết. Mặt khác, Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật kỳ thực đã sớm là của ta, cái kia phía sau màn mâm trở về người chính là ta chính mình. Còn có Ước Mạch vui chơi giải trí, đó cũng là ta bỏ vốn khai sáng, Ước Mạch chính là ta đối với đệ đệ Giang Mạch hồi ức. Một hơi thở, Giang Sách đem hắn 1 năm qua này các loại sự tích, tầng tầng thân phận nói ra hết. Không có bất kỳ giấu giếm, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Đinh Mộng Nghiên càng nghe càng kinh hãi. Miệng há đại lão lớn, thì ra Giang Sách là như thế một vị giỏi lắm đại nhân vật sao. Ngoại trừ người tổng phụ trách ở ngoài, hắn lại còn có nhiều như vậy bất đồng thân phận. Coi như là sa thải rồi người tổng phụ trách, ly khai Hằng Tinh Châu báu, lấy Giang Sách thân ra cùng địa vị, ở Giang Nam khu như trước có thể đi ngang. Dù sao Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật là Giang Nam khu vòi nước xí nghiệp, Ước Mạch vui chơi giải trí là vui chơi giải trí giới lão đại. Dựa vào 2 cái công ty này, Giang Sách là có thể cả đời áo cơm không lo. Đồng thời cái này cũng giải thích, vì sao 2 nhà này công ty nguyện ý ở Đinh Phong Thành gặp rủi do thời điểm, giúp hắn một chút. Đinh Mộng Nghiên không dám tin hỏi, lão công, ta thực sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Ngươi đều là làm sao làm được, ngươi tiền vốn là cái gì không? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm Giang Nam khu người tổng phụ trách? Dựa vào cái gì ngươi có thể sáng tạo nhiều như vậy đại công ty? Giang Sách cười ha ha, ta đã sớm nói với ngươi rồi nha. Phải, từ lúc nào? Ở ta mới vừa về nhà ngày đầu tiên, ở gia tộc trong yến hội. Nói sao? Ân, Đinh Mộng Nghiên nhớ lại một cái, không nhớ rõ a, ngươi nói như thế nào? Giang Sách cười cười, lúc đó ta đã nói, ta ở Tây Cảnh chức vị là Tu La Chiến Thần.
có thể lên làm Giang Nam khu người tổng phụ trách, có thể sáng tạo nhiều như vậy đại công ty, có thể có nhiều như vậy tiền vốn, có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Dựa vào là chính là chỗ này bốn chữ mà thôi. Vừa nói như vậy, Đinh Mộng Nghiên cũng thực là nghĩ tới. Là có chuyện như vậy. Còn nhớ rõ trước đây Giang Sách đang nói xong bốn chữ này sau đó, Đinh Mộng Nghiên cùng với Lão Gia Tử, Đinh Tử Ngọc, Đinh Phong Thành bọn họ toàn bộ đều bất thiết nhất cố, Đường Văn Mạt còn châm chọc không có chức vị này. Nàng hỏi, lúc đó Đường Văn Mạt nói không có chức vị này à, hắn ở Đông Vực làm phó thống, không có lý do không biết à. Giang Sách nở nụ cười, ta lúc đó cũng giải thích nha, hắn không biết, chỉ là bởi vì cấp bậc của hắn quá thấp mà thôi. Người phía dưới, như thế nào khả năng biết thượng tầng biến động đâu? Đinh Mộng Nghiên trợn tròn mắt. Đối với bọn hắn mà nói cao cao tại thượng Đường Văn Mạt, ở Giang Sách trong mắt thì ra chính là một cấp bậc quá thấp tầng dưới chót nhân vật mà thôi. Ha ha, quá khoa trương đi. Kỳ thực lúc đó Giang Sách quả thực giải thích qua, bất quá bởi vì quá khoa trương, căn bản không có người tin tưởng, còn đem Giang Sách cho phúng thứ một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như lúc đó nhiều hoài nghi một cái, cũng sẽ không có hậu mặt phát sinh một loạt sự kiện. Đinh Mộng Nghiên hiếu kỳ hỏi, kia, Tu La Chiến Thần, chức vị, cùng Đường Văn Mạt Đông Vực phó thống so với, cao bao nhiêu a? Ngạch, Giang Sách suy nghĩ một chút, không nhiều lắm, cũng liền cao hơn 10 cấp mà thôi. Hơn 10 cấp, còn gọi không nhiều lắm. Đó nhất định chính là con kiến cùng voi khác biệt được không? Đinh Mộng Nghiên triệt để trợn tròn mắt. Nếu như sớm biết Giang Sách thân phận địa vị tôn quý như thế, nàng cũng không cần cho tới nay gặp người khác không phải chê rồi. Vậy ngươi bây giờ vẫn là Tu La Chiến Thần sao? Giang Sách do dự một chút, vừa nghĩ tới trả lời, liền nghe được phòng khách Đinh Khải Sơn gân giọng hô, Giang Sách. Giang Sách ngươi mau ra đây, Tây Kỳ người đến. Giang Sách gật đầu, nên tới cuối cùng cũng tới. Ta không phải Tu La Chiến Thần, lập tức đã biết. Giang Sách cùng Đinh Mộng Nghiên mang giày vào đi ra ngọa thất, liếc mắt liền thấy một đám thân hình cao lớn binh giả cất bước đi đến. Người cầm đầu đồ sộ uy mãnh, một thân khối cơ thịt. Hắn đi tới Giang Sách trước mặt, phi thường cung kính được rồi chào theo nghi thức quân đội, dùng hùng hậu tiếng nói rằng, bởi Giang Sách võ đoán độc hành, sa thải Giang Nam khu người tổng phụ trách chức, cho Hoa Hạ làm cho dân mang đến tổn thất thật lớn, trải qua nội các hội nghị thảo luận. Đặc biệt đối với Giang Sách làm ra như sau xử lý. 1. Thu hồi Giang Sách Giang Nam khu người tổng phụ trách tất cả quyền lợi. 2. Thu hồi Giang Sách Tu La Chiến Thần tất cả quyền lợi, tương ứng bộ hạ toàn bộ chuyển từ người khác thống suất. Từ hôm nay trở đi, Giang Sách sẽ trở thành nhất giới bình dân, lại không nửa phần thực quyền. Mặc dù là trong dự liệu kết quả, nhưng Đinh gia người sắc mặt đều không tốt xem. Bãi quan miễn chức xác thực khiến người ta khó chịu. Nhưng nể tình Giang Sách nhiều năm trước tới nay ở Tây Kỳ lũ lấy được chiến công, lại đang ngắn ngủi trong vòng một năm đem Giang Nam khu thống trị ngay ngắn rõ ràng, cho nên vẻn vẹn thu hồi Giang Sách toàn bộ quyền lợi, mà Tu La Chiến Thần, Phong Hào còn nghĩ tiếp tục bảo tồn. Nói cách khác, Giang Sách vẫn là Tu La Chiến Thần, chẳng qua là một cái chỉ có Phong Hào không có nửa phần thực quyền quang can tư lệnh. Đây coi như là một loại vinh dự. Một loại thoải mái. Giang Sách cười nhạt, có thể như vậy cũng liền vậy là đủ rồi. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh. Giang Sách vốn cũng không phải là vô cùng truy cầu quyền lực, địa vị cùng danh tiếng người, làm nhất giới bình dân, không có gì không tốt. Cấp trên giao phó nói chúng ta tất cả đều nói xong, Giang. Tiên sinh, chúng ta đây liền đi trước rồi. Ân, đi thôi. Này tráng hán khôi ngô lần nữa đối với Giang Sách chào quân lễ, biểu hiện bọn họ đối với Giang Sách tôn kính, sau đó xoay người rời đi. Giang Sách cười nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên, lão bà, vấn đề của ngươi hiện tại có đáp án, ta hiện tại đã là Tu La Chiến Thần, cũng không phải Tu La Chiến Thần. Đinh Mộng Nghiên cười khúc khích, cố ý nói rằng, ân a, về sau ngươi chính là một cái quang can tư lệnh, hữu danh vô thực, còn phải dựa vào chúng ta người một nhà nuôi sống ngươi. Ngươi nha, lúc này trở thành danh chính ngôn thuận con rể tới nhà Lạc tương đương. Chứng kiến Đinh Mộng Nghiên có thể như vậy mở rộng nghi ngờ nói giỡn, Đinh Khải Sơn lòng của bọn họ coi như là để xuống rồi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cả nhà bọn họ người cuối cùng cũng có thể lại không giữ lại chút nào.
Đại gia ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống, chân chính làm một người nhà. Lúc này, ngoài cửa lại lái tới mấy chiếc xe, đoàn người lục tục từ trên xe đi xuống, trước sau đi tới Đinh gia cửa. Người cầm đầu tất cả mọi người nhận thức, chính là Mộc Dương Nhất. Ở Mộc Dương Nhất phía sau phân biệt đứng 12 danh mỗi người đều mang đặc sắc nam tử, bọn họ chính là Giang Sách nhất tay bồi dưỡng kiện tướng đắc lực Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Đáng tiếc là, hiện tại Giang Sách không có bất kỳ quyền lực cùng chức vị. Cái này 12 người sợ là cũng muốn thuộc sở hữu những người khác quản lý. Hôm nay tới, chắc là thực tiễn, nói lời từ biệt. Giang Sách là nghĩ như vậy. Có thể thật tế trên. Mộc Dương Nhất đi lên liền nói, lão đại, chúng ta đem chức vị toàn bộ đầu sa thải, tới theo ngươi ăn uống miễn phí. Ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta à. Giang Sách suýt chút nữa không có văng. Mộc Dương Nhất cùng với Hoàng Kim Thập Nhị Cung, từng cái đều quyền cao chức trọng. Vì Giang Sách nhất cá nhân, để cho bọn họ toàn bộ đều lui, vậy thật là quá đáng tiếc, lấy năng lực của bọn họ cũng đủ khai sáng một sự nghiệp lẫy lừng. Các ngươi không nên hồ nháo, mau trở về. Giang Sách lời lẽ nghiêm khắc nói rằng. Mộc Dương Nhất lắc đầu, trở về không được, chúng ta đã thoái ẩn, cấp trên cũng đều đồng ý. Hiện tại chúng ta cùng lão đại ngươi giống nhau, đều là bình dân dân chúng, nếu như ngươi mặc kệ chúng ta thật có thể phải chết đói đầu đường. Chết đói đầu đường nhất định là nói giỡn. Lấy năng lực của bọn họ, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ trở thành mạnh mẽ nhất phương tồn tại. Chỉ là bọn hắn trung thành và tận tâm, đời này ngoại trừ Giang Sách, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe theo người thứ hai khu xử. Bọn họ là Giang Sách bồi dưỡng. Cuộc đời này cũng chỉ sẽ vì Giang Sách nhất cá nhân hiệu lực. Có thể có đám này trung thực có thể tin thủ hạ, Giang Sách cảm thấy vui mừng. Ninh Khải Sơn đã đi tới, vui tươi hớn hở nói rằng, quản, khẳng định được quản. Sách Nhi, người cứ tiếp tục nhận lấy bọn họ a. Tuy là người không làm người tổng phụ trách rồi, vốn lấy sử dụng sau này đạt được chỗ của bọn hắn còn rất nhiều. Đây cũng là câu lời nói thật. Ninh Khải Sơn còn nói thêm. Được rồi, Sách Nhi, trong những người này có rất nhiều ta đều chưa từng thấy qua, ngươi cho chúng ta đại gia giới thiệu một chút ha. Thập nhị Hoàng Kim tuy là vẫn thay Giang Sách làm việc, thế nhưng đối với người của Đinh gia mà nói vẫn là tương đối xa lạ. Tốt, ta đây liền cho đại gia giới thiệu một chút. Giang Sách đối với đem thập nhị Hoàng Kim, từng cái giới thiệu cho người của Đinh gia. Đệ nhất cung tròm Bạch Dương, hắn là tình báo chuyên gia. Bất kể là trên chiến trường tình báo hay là trên thương trường tình báo, càng hoặc là tư nhân tình báo, hắn đều có thể trước tiên thu hoạch, người muốn đánh cắp tin tức của người khác, tìm hắn là được rồi. Đệ nhị cung tròm Kim Ngưu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, khí lực lớn nguy, coi như là Giang Sách, ở khí lực phương diện cũng là vọng trần mạc cập, hắn đánh lộn phương thức vô cùng đơn giản, một quyền là có thể chết người. Đệ tam cung tròm Song Nam, tính cách quái đản. Tàn nhẫn thí sát, kỹ xảo chiến đấu cực kỳ phong phú, đơn giản không nên chọc giận hắn, nếu không, ngay cả người mình cũng có thể ấu đả, là ác hóa thân. Đệ tứ cung tròm Cự Giải, là hắc khoa học kỹ thuật phương diện chuyên gia, thích nghiên cứu các loại hữu dụng vô dụng hắc khoa học kỹ thuật, hiện nay ngâm mộng khoa học kỹ thuật rất nhiều phát minh sáng tạo đều là xuất từ tay hắn. Đệ ngũ cung tròm Sư Tử, là sở hữu tốc độ ánh sáng, nam tử, tại chỗ có người trong tốc độ nhanh nhất. Với hắn so chiêu, còn không có thấy rõ ràng chiêu thức cũng đã bị giết chết, coi như là Giang Sách cũng rất khó theo kịp hắn. Thứ sáu cung cung Sử Nữ, tâm địa thiện lương, Phật Đà tái thế. Dùng yêu, cảm hóa bên người mỗi người, coi như là đối với tội ác tài trời kẻ xấu hạ thủ, cũng sẽ chú ý đúng mực, chưa bao giờ biết chí nhân tử vong. Là chân chánh, thiện hóa thân. Đệ thất cung tròm Sao Thiên Xứng, là một vị cuồng nhiệt. Vũ khí đại sư, bất kể là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng, sẽ không có hắn không tinh thông. Đệ bát cung tròm Sao Bò Cạp, là phi thường xuất sắc ám sát chuyên gia, cùng hắc ám hòa làm một thể, đơn giản là nhìn không thấy hắn, cũng không bình thường lộ diện. Bình thường cực kỳ khiêm tốn, thế nhưng vừa ra tay liền nhất định phải mạng người, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không phái hắn lên sân khấu. Thứ 9 cung cung Nhân Mã, là một gã tinh thông cự ly xa bắn chết cao thủ. Đặc biệt súng ngắm cùng cung tiễn, hai loại vũ khí này đùa vô cùng kỳ diệu, ngoài trăm bước là có thể lấy tướng địch tính mệnh. Đệ thập cung tròm Ma Yết, hắn là một thanh, lợi kiếm.
nhưng hắn chém không phải địch nhân, mà là Giang Sách. Là Giang Sách vì ma luyện tự thân tài nghệ mà bồi dưỡng ra được máy chiến đấu, chuyên môn phụ trách cùng Giang Sách nhất đối với đánh một trận đấu. Đệ thập nhất cung Tròm Thủy Bình, hắn là trong mọi người bác học nhất nhân, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, tiên tri 500 năm sau biết 500 năm, có cái gì không biết đều có thể hỏi hắn, đầy mình đều là học vấn. Thứ 12 cung Tròm Song Ngư, đó là Giang Sách Bảo Tiêu, phụ trách đang âm thầm bảo hộ Giang Sách, nếu như Giang Sách gặp nguy hiểm, hắn biết trước tiên đứng ra. Cái này 12 người, từng cái đều có năng lực phi thường đặc biệt, mỗi người không giống nhau. Bất quá bọn hắn đều có một cái giống nhau đặc điểm, sức chiến đấu rất mạnh. Những người này có thể toàn bộ đều là từ trên chiến trường đánh trở lại, từng cái đều trải qua huyết cùng nước mắt ma luyện, này chuyên môn luyện tập kỹ xảo giết người cũng cho qua. Coi như là cừu trắng, bình nước như vậy, học sinh khối văn, cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Đáng sợ nhất là, bọn họ 12 người đi ra chiến thời điểm, coi như là Giang Sách. Đó cũng là nửa phút bị giết chết nhịp điệu. Thập nhị hoàng kim, mới là Tây Kỳ sức chiến đấu mạnh nhất. Giang Sách chính là sở hữu cái này một nhóm kiện tướng đắc lực, mới có thể lũ chiến lũ thắng, thành tựu tu la chiến thần phong hào. Sau khi nghe xong, Đinh Mộng Nghiên không khỏi sinh lòng bội phục. Cái này 12 người từng cái đều như vậy rất cao, na làm bọn họ thống suốt Giang Sách được bực nào cường đại, mới có thể phục tùng đám người này chỉ có. Đặc biệt song tử, thiên hạt như vậy sát nhân cuồng ma, người bình thường đừng nói phục tùng bọn họ. Coi như là đứng ở hắn nhóm trước mặt, đều sẽ cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Vậy hắn rồi, hắn là đang làm gì? Ninh Khải Sơn chỉ vào Mộc Dương Nhất, hiếu kỳ hỏi. Giang Sách cười cười, hắn a, là ta con run trong bụng, cũng là của ta, phát ngôn viên, phụ trách ta tất cả công việc, chuyện lớn chuyện nhỏ, việc vặt vãnh việc vặt. Ta đều không thể rời bỏ hắn. Khi ta không có ở đây thời điểm, hắn còn muốn giúp ta quản lý thập nhị hoàng kim, là ta đắc lực nhất phó thủ. Mộc Dương Nhất còn không biết xấu hổ gãi đầu một cái, lão đại ngươi quá khách khí. Ninh Mộng Nghiên mỉm cười nói, nghe xong lần này giới thiệu, ta ngược lại thật ra cảm thấy khá là đáng tiếc rồi. Bọn họ từng cái đều có một thân bản lĩnh, nếu như nhàn rỗi không chuyện gì làm nói, thật có chút phung phí của trời. Sẽ không, Giang Sách nhãn thần kiên định nói rằng, rất nhanh, bọn họ phải có chuyện làm rồi. Ánh mắt mọi người đều hướng phía Giang Sách nhìn sang, không rõ Giang Sách đang nói cái gì. Hắn đều đã không phải là Giang Nam khu người tổng phụ trách rồi, sau này sẽ là một cái tại gia chơi bời lêu lổng con rể tới nhà, nơi nào còn dùng đạt được như thế nhất bang thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Coi như là ngâm mộng khoa học kỹ thuật cùng ước mạch vui chơi giải trí. Hay hoặc giả là hàng tinh châu báu, cũng căn bản chưa dùng tới những người này ra tay đi. Giang Sách do dự mãi, cũng không có ý định che giấu. Hắn trực tiếp nói, ba mẹ, lão bà, ta còn có một việc chưa cùng các ngươi nói, đó chính là ta quyết định rời nhà một đoạn thời gian. Muốn đi? Ninh Mộng Nghiên tinh thần hoảng hốt một cái. Còn nhớ rõ năm đó nàng cùng Giang Sách mới vừa kết hôn, Giang Sách liền rời đi ra đi làm lính. Vừa đi chính là 5 năm, nàng cũng vì vậy giữ 5 năm sống quả. Bây giờ Giang Sách trở về, hai người bọn họ thật vất vả thành lập được tình cảm vợ chồng, mắt thấy cuộc sống gia đình tạm ổn sẽ thư thư phục phục qua đứng lên, Giang Sách tuyển trạch vào lúc này ly khai, vì sao? Ninh Khải Sơn người thứ nhất biểu thị bất mãn, Sách Nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này vừa trở về đã hơn 1 năm, người một nhà còn chưa khỏe đủ. Tại sao lại muốn đi a? Chúng ta chính là người thân nhân duy nhất rồi, người phải ly khai chúng ta đi nơi nào a? Giang Sách trầm mặc. Hồi lâu, hắn thở dài một hơi, nói một câu làm cho Đinh Khải Sơn kinh ngạc nói, không phải, ta còn có một vị thân nhân. Một vị chí thân. Đinh Khải Sơn sắc mặt thay đổi liên tục, Sách Nhi, người nói cái gì hồ bảo? Giang Sách nói rằng, ba, ta nói thật cho ngươi biết a, ta được đến rồi ba của ta một ít manh mối. Lúc này đây ly khai chính là muốn đi tìm hắn. Ninh Khải Sơn trong chốc lát không có phản ứng kịp, tìm ngươi ba. Không phải là tìm ta sao? Ta liền ở đây a, Sách Nhi, đầu óc ngươi cháy khét bôi sao? Một bên Đinh Mộng Nghiên nghe không nổi nữa, đẩy một cái Đinh Khải Sơn, ba, Giang Sách nói hẳn không phải là ngươi. Không phải ta còn có thể là người nào?
Ninh Khải Sơn ngốc trong ngu đần nói, chẳng lẽ hay là đi tìm hắn hôn ba, ta tử quỷ kia bạn học cũ Giang Hàn Phi A. Lời mới vừa nói ra, Đinh Khải Sơn liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Hắn trong nháy mắt nhìn về phía Giang Sách, không dám tin hỏi, Sách Nhi, ngươi sẽ không phải là nói ngươi chiếm được Hàn Phi manh mối A. Giang Sách khẳng định gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Trăng sáng nhô lên cao, gió lạnh lạnh rung. Nguyên bản Đinh Khải Sơn rất phản cảm Giang Sách lại muốn rời nhà quyết định, thế nhưng khi biết nguyên nhân sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được Giang Sách hẳn là ly khai. Nhiều năm trước, hăm hở Giang Hàn Phi mất tích bí ẩn. Lại sau đó, còn tấm bé Giang Mạch trở thành ngâm mộng khoa học kỹ thuật chủ tịch, kết quả bởi vì tuổi quá trẻ, bị người hãm hại, nhảy lầu tự sát. Giang Mạch là vãn hồi không được, na Giang Hàn Phi nhất định phải đem hết toàn lực vãn hồi. Ninh Khải Sơn nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi manh mối đáng tin không? Giang Sách hồi đáp, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ có điều tra qua mới có thể biết đối phương rốt cuộc là có phải hay không phụ thân ta, nếu như là, ta rất muốn biết hắn biến mất mấy năm nay đến cùng đang làm gì, vì sao cũng không về nhà. Là được biết rõ ràng. Trong này sợ là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hơn nữa còn có một việc Giang Sách cũng không nói gì, đó chính là cái này, Giang Hàn Phi, là Thạch gia phụ tử phía sau màn người mua. Là một gã tội ác ngập trời tội phạm. Giang Sách lúc này đây đi tìm phụ thân, tuyệt đối không chỉ là phụ tử lặp lại đơn giản như vậy, đến lúc đó có thể phải đối mặt tràng cảnh, có thể so với trong tưởng tượng chắc trở gấp 10 gấp trăm lần. Ninh Khải Sơn thở dài, ai, nếu như là vậy sự tình ta là kiên quyết không cho ngươi đi, nhưng nếu như là vì tìm về ngươi cha ruột, tìm về ta tử quỷ kia đồng học, người quen cũ gia công, ta đây liền thực sự không có lý do ngăn cản ngươi. Nói, hắn tự tay vỗ vỗ Ninh Mộng Nghiên bả vai, nữ nhi a, cha ta không lời có thể nói, thả hay là không thả hắn đi, nhìn ngươi rồi. Nói xong, Đinh Khải Sơn xoay người vào phòng. Tất cả mọi người giải tán, nên đi đều đi. Ninh Mộng Nghiên cùng Giang Sách cùng nhau vào ngọa thất, mới vừa vui sướng trong nháy mắt đã bị tách ra, Đinh Mộng Nghiên ngồi ở trên giường không cao hứng. Là một phụ nữ đều sẽ không cao hứng. Giang Sách đi lần này. Không biết lại muốn ly khai mấy năm. Vận khí tốt rất nhanh thì trở về, vận khí không tốt. Vậy không có đếm. Càng muốn, Đinh Mộng Nghiên lại càng thấy được ủy khuất, người khác lão công đều mỗi ngày tại gia cùng, làm sao đến rồi đã biết, lão công ba ngày hai đầu tự vãng ngoại bào. Ai? Có thể, đây là số mệnh. Giang Sách ngồi ở bên cạnh nàng, ôm Đinh Mộng Nghiên, ôn nhu nói, lão bà. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ mau sớm tìm ra ba của ta hạ lạc, sau đó cùng ba ta cùng nhau trở về Giang Nam khu. Ninh Mộng Nghiên thở dài, chuyện cho tới bây giờ còn có thể như thế nào? Ngăn cản hắn, không cho đi. Hiển nhiên không có khả năng. Nàng từ tốn nói, đi nhất định là phải đi, thế nhưng lão công ngươi được bằng lòng ta hai cái sự tình. Ngươi nói, đệ nhất, tuyệt đối không thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không cho phép nhìn nhiều nữ nhân khác liếc mắt. Giang Sách nở nụ cười, đương nhiên sẽ không, lòng chỉ thuộc về lão bà một mình ngươi, ai cũng đoạt không đi. Ninh Mộng Nghiên lạnh rên một tiếng, ha ha, nói dễ nghe, người nam nhân nào không tốn tâm. Ta còn không có tính với ngươi tính toán tân uẩn sự tình rồi. Giang Sách sạm mặt lại, tại sao lại kéo việc này? Hắn nhanh lên đổi chủ đề, na đệ nhị. Đệ nhị, chính là... Ninh Mộng Nghiên chăm chú nhìn Giang Sách, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Giang Sách gật đầu, yên tâm, ta sẽ không chết. Không riêng không thể chết được, từ đầu đến chân, cánh tay bắp đùi, cái gì cũng không có thể thiếu, cho ta hoàn hảo không hao tổn trở về. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Ai, Ninh Mộng Nghiên lại thở dài, hỏi, còn không có hỏi, ngươi lúc này đây muốn đi đâu a? Kinh thành. Kinh thành, bên kia nguy cơ hiểm, ngư long hỗn tạp, khắp nơi đều có đại nhân vật, đi ở trên đường cái đều sẽ đụng tới nhân vật không chọc nổi. Người bây giờ cũng không phải tu la chiến thần, người tổng phụ trách rồi, không có thực quyền, đi sau đó nên cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên rất cao điều. Giang Sách từ tốn nói, ta là đi tìm cha ta hạ lạc, không phải đi tìm phiền toái, yên tâm đi. Mặc dù là nói như vậy.
nhưng Giang Sách trong lòng cũng rõ ràng kinh thành là địa phương nào. Người bình thường căn bản là không có cách chỗ đứng thánh địa. Hoặc là, người liền tivi sống, hoặc là, người liền trở thành người trên người. Ở kinh thành, sống ở giữa ngăn hồ sơ nhân là khó khăn nhất chịu, mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, sống không bằng chết. Hơn nữa, Giang Sách ở kinh thành còn có không ít cửu nhân. Hắn tu La Chiến Thần nhưng là đoạt không ít kinh thành thế gia công tử phong cảnh. Đi sau đó không biết sẽ bị làm sao nhằm vào, còn có cái kia Triệu gia đại công tử, Giang Sách trước đó không lâu cương trảo rồi người ta tình nhân, đi người kinh thành ra sẽ bỏ qua tốt như vậy trả thù cơ hội. Chuyến này, giữ nhiều lành ít. Đã biết nguy hiểm không biết, khá nhiều a. Giang Sách nói rằng, bất quá cũng phải thua thiệt ta sa thải người tổng phụ trách thân phận, nếu không, ta còn không có cách nào tùy tùy tiện tiện đi đến kinh thành. Người a, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có một cái dễ dàng. Cũng được, ta mệt mỏi quá rồi, ngủ trước đi. Ninh Mộng Nghiên đang chuẩn bị cởi quần áo, kết quả liếc mắt liền thấy Giang Sách hai khỏa ánh mắt gian tà hạt châu không có hảo ý nhìn mình chằm chằm một cái đột xuất bộ vị. Nàng nhanh lên bưng bít ngực, khẩn trương hỏi, lão công, người đó là cái gì sắc mị mị nhãn thần a? Giang Sách lúng túng gãi đầu một cái. Cái kia, còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Nhưng ta lại sợ ngươi không đồng ý. Nói như thế nào mới tốt nữa? Ninh Mộng Nghiên bạch liễu tha nhất nhãn, ngươi còn có thể quan tâm cảm thụ của ta sao? Ngươi nếu như quan tâm cảm thụ của ta, cũng sẽ không gạt ta công việc bề bộn như vậy rồi. Nói đi, còn có chuyện gì ngươi muốn theo ta thương lượng? Có phải hay không cõng ta ở bên ngoài người hữu tình nữa à? Giang Sách khoát tay lia lịa, làm sao có thể? Ta là muốn thương lượng với ngươi một cái, có thể hay không? Nói được nửa câu lại nuốt trở vào. Ninh Mộng Nghiên sinh khí, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Giang Sách cúi đầu có chút xấu hổ nói rằng, Mộng Nghiên. Ngươi xem chúng ta niên kỷ cũng đều không nhỏ, ba mẹ cũng vẫn thúc giục muốn ôm tôn tử, cho nên ta cảm thấy được. Lúc này Đinh Mộng Nghiên xem như là nghe rõ. Cảm tình Giang Sách là muốn. Mặt của nàng trong nháy mắt hồng thấu, ở Giang Sách trên vai hung hăng vỗ một cái, ngươi nha. Xấu lắm, che giấu ta nhiều chuyện như vậy, ta cơn giận còn chưa tan rồi, ngươi lúc này còn muốn theo ta. Không được, tuyệt đối không được, ta chỉ có không muốn cùng ngươi một cái đại phôi đản cái kia. Giang Sách nghiêm trang nói, nhưng là lão bà. Thời gian của chúng ta thực sự không nhiều lắm a. Ta đây hai ngày muốn đi, thật sự nếu không dành thời gian gieo giống nói, vậy không biết từ lúc nào mới có thể trở về có được. Hơn nữa, ngươi cũng không thể nhượng ba mẹ một mực gấp gáp có phải hay không? Lời này suýt chút nữa không đem Đinh Mộng Nghiên tức chết. Nàng dùng gối đầu, ấu đả, Giang Sách, cáu giận nói, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là, gieo, a? Chỉ ngươi như vậy còn tu La Chiến Thần. Theo ta thấy, ngươi chính là cái không sợ bị lưu manh chiến thần, a phi, là lưu manh hỗn đản. Hai người ở trên giường đùa giỡn. Thừa dịp một cái không đương, Giang Sách từ phía sau ôm lấy Đinh Mộng Nghiên, ở bên tai nàng nói rằng, lão bà, ta thật sự rất tốt yêu ngươi, đêm nay ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phi phi phi, Giang Sách chào ngươi không biết xấu hổ, thân thủ của ngươi chính là dùng ở loại chuyện như vậy sao? Ninh Mộng Nghiên biểu hiện ra sức sống, nhưng nội tại trong lại nguyện ý rất. Ưỡm ở trong lúc đó, cũng liền đi theo. Tối nay, gió lạnh. Tối nay, người ấm áp. Phong phú nước mưa chiếu vào phì nhiêu đại địa trên, đản sinh ra một mảnh sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách đỡ đều nhanh muốn đi bất động đường Ninh Mộng Nghiên đi tới cạnh bàn ăn, cho nàng múc cháo, cầm chiếc đũa. Tô Cầm nghi ngờ hỏi, nữ nhi. Ngươi làm sao? Ninh Mộng Nghiên hơi đỏ mặt, đều là hắn không tốt, đêm qua như vậy. Như vậy, gấp như vậy nóng. Tô Cầm trong nháy mắt hiểu. Nàng che miệng nở nụ cười, nguyên lai là chuyện như thế à, na được, nữ nhi hôm nay ngươi cũng đừng đi làm, ta sẽ cho ngươi làm chút ăn ngon bồi bổ thân thể. Một bên, Giang Sách ăn xong mặc quần áo tử tế, vội vã đi ra ngoài. Tô Cầm hỏi, Sách Nhi. Đây là đi chỗ nào a? Giang Sách cười nhạt, ta muốn đi gặp một cái trưởng bối, một cái ba của ta bạn học cũ, người quen cũ. Lần này kinh thành cuộc hành trình, ta phải kêu lên nàng. Thủy Vân Phạn Điếm,
tới gần cửa sổ trong góc phòng, có một tấm màu vàng ấm cái bàn. Trên bàn bày mấy đĩa thức ăn, một bầu rượu hâm. Giang Sách rót đầy hai chén, vừa uống rượu một bên cầm đũa lên gắp vài hớp đồ ăn đặt ở trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ. Không bao lâu, liên tiếp vội vã cước bộ truyền tới. Sách Nhi, xin lỗi ta tới chậm. Người tới, là Giang Sách A Di Nhâm Chỉ Lan, cũng là Giang Hàn không phải là bạn học cùng lớp, thầm mến Giang Hàn không phải nhiều năm, bây giờ ở Giang Sách Ức Mạch vui chơi giải trí đảm nhiệm biểu diễn lão sư chức vị. Nàng đem bao để xuống, thay đổi mấy hơi thở, cười đều giả nói, Sách Nhi, người có thể a, chuyện lớn như vậy cũng đều không nói cho ta. Giang Sách sửng sốt một chút, đại sự, còn giả bộ, ngươi nhưng là Giang Nam khu người tổng phụ trách, toàn thành phố phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người thấy được. Ta cho tới nay đều nghĩ đến ngươi vẻn vẹn chỉ là Ức Mạch vui chơi giải trí chủ tịch, không nghĩ tới ngươi còn có càng sâu tầng bối cảnh. Lợi hại lạp, nếu như Hàn không phải biết, nhất định cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Giang Sách cười cười, đây đều là chuyện đã qua, bây giờ ta, bình dân một cái. Nhâm Chỉ Lan hỏi, được rồi, ta còn muốn hỏi ngươi, vì sao Hảo Đoan Đoan muốn tạm rời cương vị công tác a? Làm không vui sao, vẫn là quá mệt mỏi. Cái này, chính là ta hôm nay hẹn ngài đi ra muốn nói rõ sự tình. A hát, Na A Di phải thật tốt nghe một chút. Không vội, ăn cơm trước. Giang Sách gắp một khối hồng thiêu nhục thịt kho tàu, bỏ vào Nhâm Chỉ Lan trong bát, phía chúng ta ăn vừa trò chuyện. Hai người ăn thời điểm. Đi từ cửa tiến đến một nam một nữ. Nam tai to mặt lớn, nhìn dáng vẻ sấp xỉ 200 cân, siêu cấp lớn mập mạp, nữ lại miêu điều rất, thân hình như rắn nước, càm nhọn, ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ. Người bán hàng cười ha hả nghênh Liễu Thượng Khứ, nhị vị mời vào trong. Mập mạp cùng đẹp đẽ nữ nhân tìm một vị trí ngồi xuống, kết quả ngồi xuống, đẹp đẽ nữ nhân liền cau mày nói rằng, vị trí này không tốt, chung quanh đều là người. Nhìn đều phiền, hơn nữa cũng không thông gió thông khí. Mập mạp liếc nhìn người bán hàng, cho chúng ta biến thành người khác thiếu, thông gió vị trí. Người bán hàng nhìn chung quanh một chút, hiện tại chính là giờ ăn cơm, nơi nào còn có dư thừa vị trí trở nên trống. Cho dù có, dựa theo yêu cầu của bọn họ cũng làm không được a. Đang do dự, đẹp đẽ nữ nhân liếc mắt liền nhìn chăm chú vào Giang Sách bọn họ vị trí, thân ái, vị trí kia không sai. Cố gắng an tĩnh cũng thông gió. Mập mạp gật đầu, đứng dậy trực tiếp đi tới Giang Sách bên cạnh bàn. Hắn dùng nhẹ tay khẽ chọc rồi gõ mặt bàn, to trong khí thô nói, tiểu tử, đem vị trí này trống ra, các ngươi mặt khác tìm một chỗ nhi tỏa. Nếu như là ôn tồn nói, không đúng Giang Sách vì thúc đẩy một đôi uyên ương đáp ứng. Nhưng là từ cái tên mập mạp này giọng của đến xem, rõ ràng cho thấy bình thường làm sằng làm bậy quán. Đi ra khỏi nhà vẫn như thế ngang ngược không biết lý lẽ, người như thế tuyệt đối không thể cấp hắn sắc mặt tốt. Giang Sách trong lòng cười khổ, chính mình thống trị Giang Nam khu lâu như vậy, nhìn bề ngoài thịnh thế thái bình, thế nhưng tại loại này xã hội tầng dưới chót, vẫn sẽ có ngang ngược người vô lý tồn tại. Những người này giống như là con ruồi giống nhau, quá khó khăn đánh sạch sẽ. Giang Sách không để ý tí nào mập mạp, rót một chén rượu, tự mình uống. Ân. Mập mạp biến sắc, người điếc sao? Ra ra nói chuyện với ngươi rồi. Giang Sách để chén rượu xuống, lấy tay ở trước mũi mặt dơ dơ, đối với Nhâm Chỉ Lan nói rằng, mặc cho A Di ngươi ngửi được không có. Thật là thúi A, cũng không biết là người nào vậy sao không có công đức tâm, khắp nơi ném loạn rắm. Đây chính là điển hình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe rồi. Mập mạp nổi giận, một cái tát nằm ở trên bàn, người thì em không muốn sống phải. Biết lão tử là người nào không? Nhanh lên một chút lên cho ta thân cút đi. Bên kia đẹp đẽ nữ nhân vẫn còn ở già mồm, thân ái, xong chưa a? Ta chịu không nổi bên này vị nhi. Cũng nhanh, mập mạp chỉ vào Giang Sách, ta đếm tới ba, nếu không đứng lên, cũng đừng trách ra ra không khách khí. Người bán hàng chứng kiến loại tình huống này sợ hãi, nhanh lên qua đây can ngăn, mập ra. Ngài đây là để làm chi? Mọi người đều là đi ra ăn cơm, không cần phải. Sức sống a? Mập mạp mặt lạnh, không phải ta muốn sức sống, là tiểu tử này không biết điều. Người bán hàng nhìn mập mạp, lại nhìn một chút Giang Sách. Hai bên trái nhà một đôi so với, hắn tằng hắng một cái,
đối với Giang Sách nói rằng, vị tiên sinh này, cũng xin ngài đứng dậy cái vị này mập ra nhường một chỗ, ta cho ngài một lần nữa đổi một cái bàn. Giang Sách nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn người bán hàng, hỏi ta ngồi xuống trước, cơm nước lên một lượt đủ, dựa vào cái gì để cho ta ly khai a? Người bán hàng vui vẻ. Tiên sinh, có đôi lời là, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, là ngài ngồi trước ở chỗ này không sai, ngài nói cũng đều có đạo lý. Thế nhưng, ngươi xem một chút thân thể của ngươi nhi, nếu đánh thật, 10 cái ngươi cũng không nhịn được mập ra đánh một trận, cho nên ngươi cũng đừng cậy mạnh. Lùi một bước trời cao biển rộng, nên nhường bộ để bước, chớ cho mình tìm không thoải mái. Cho cường giả thoái vị, không phải mất mặt. Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ. Cái này đi ra ăn một bữa cơm, đều có thể nếm ra một cái, cường giả tới, trả lại cho cường giả thoái vị không phải mất mặt, sách sách sách. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Giang Nam khu thực sự là tàng long ngọa hổ, cao thủ ở dân gian. Hắn lại rót một ly rượu. Ta muốn phải không để cho. Giang Sách thái độ phá lệ cường ngạnh, nửa bước cũng không nhường đường. Người bán hàng mất hứng, lòng nói người này làm sao như thế không biết điều. Nếu đánh thật, hắn bị đả thương đánh chết đều không sao, đồ trong tiệm cho đánh hư có thể làm sao bây giờ. Mập mạp rốt cục không nhịn được. Hắn đem người bán hàng đẩy ra, đồ đạc đánh hư tính cho ta, tiểu vương bát đản này không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn, cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Người bán hàng gật đầu. Đi, đánh hư cái gì ngươi bằng lòng bồi vậy là được, vậy thì liền tùy tiện ngươi đánh như thế nào. Hắn nhìn Giang Sách, trong lòng cười nhạt, đi ra khỏi nhà là tối trọng yếu chính là an toàn là số một. Không nên cậy mạnh đấu ngoan. Ngươi không phải là không bằng lòng nhường chỗ ngồi sao? Đi, vậy hãy để cho nhân ra đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, nhìn ngươi còn xính không thể hiện. Trong tiệm cơm tất cả mọi người dừng tay lại trong chiếc đũa, từng đôi mắt đều hướng phía Giang Sách nhìn sang. Chờ đấy xem Giang Sách bị đánh. Một cái tiến lên giúp một tay cũng không có. Giang Sách khẽ lắc đầu, xem ra Giang Nam khu dân phong còn chưa đủ thuần phác a. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Loại này khuyết điểm coi như là tiếp qua 100 năm, ước đoán đều không đổi được. Ở nơi này cái chặn cửa, mập mạp nắm tay đã huy tới. Dựa theo Giang Sách hót liền đập tới, quyền tốc độ cực nhanh, lực lượng cực đại, đây nếu là chính diện đánh phải một quyền, không chết cũng tàn. Sách nhi, Nhâm Chỉ Lan sợ la lên. Đối mặt nặng như thế quyền, Giang Sách nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dỗi rãnh nhưng tự đắc ngẩng đầu lên uống một chén rượu. Nhắc tới cũng kỳ, mập mạp kia nắm đấm vừa vặn từ Giang Sách trên cánh tay đầu, đầu bên cạnh đập tới, đập một cái không, ngay cả Giang Sách một sợi tóc cũng không có đụng tới. Theo sát mà, Giang Sách nhẹ nhàng kẹp lấy đối phương cánh tay, hơi chút vừa dùng lực, liền nghe được, cùm cụp, một tiếng, mập mạp một cánh tay coi như là triệt để bị hỏng. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Giang Sách cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì liền đem mập mạp cánh tay cho bẻ gãy. Hiện trường phát sinh giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Không biết, còn tưởng rằng đi vào lò sát sinh rồi. Mập mạp bưng gãy mất cánh tay ngồi trên mặt đất, khóc thành lệ người, đau toàn thân co quắp, ngoại trừ kêu to một câu nói đều không nói được. Bên kia yêu diễm nữ thấy như vậy một màn sợ hãi. Nàng chạy mau đi qua. Thân ái ngươi không sao chứ? Mập mạp khóc được kêu là một cái thảm, cái này như là không có chuyện gì dáng vẻ sao. Yêu diễm nữ nóng nảy, chỉ vào Giang Sách quát, vương bát đản, người dám như thế đối đãi với chúng ta ra mập ra. Ngươi biết hắn là ai vậy? Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể đem cả nhà ngươi già trẻ đều tiêu diệt. Giang Sách từ tốn nói, phải, ta không tin. Yêu diễm nữ muốn mắng nữa hai câu, lại bị Giang Sách một ánh mắt liền dọa cho lui ra phía sau hết mấy bước. Có thể nhất chiêu chế phục mập mạp, đủ để chứng minh Giang Sách thực lực, nàng một nữ nhân nơi nào là Giang Sách đối thủ. Yêu diễm nữ nói dọa tốt, ngươi cho rằng ngươi không dậy nổi đúng vậy. Nói cho ngươi biết, vùng này tất cả đều là chúng ta mập ra địa bàn. Dám đắc tội nhà của chúng ta mập ra, ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nàng đi tới mập mạp bên người, từ trong túi của hắn móc ra điện thoại di động. Thân ái! Ta đây liền thông chi thủ hạ của ngươi qua đây. Mập mạp liên tục gật đầu, đem hổ văn tử, hổ tử,
kẻ lỗ mãng tất cả đều gọi tới, mang theo tên. Ngày hôm nay ta cần phải đưa cái này vương bát đản cho tháo thành tám khối không thể. Tốt, yêu diễm nữ ngay lập tức sẽ cho mập mạp thủ hạ bấm điện thoại, nội dung rất đơn giản, liền một câu nói, nhanh lên mang các huynh đệ tới một chuyến thủy vân phạn điếm, các ngươi mập ra bị người cắt đứt tay. Cúp điện thoại, yêu diễm nữ mắt lạnh nhìn Giang Sách, người rất có thể đánh đúng vậy. Nhưng ngươi lại có thể đánh cũng chỉ là một người. Như thế này mập ra thủ hạ đến rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi biết chết như thế nào. Giang Sách nhẹ nhàng cười, căn bản không coi ra gì. Người bán hàng nhưng thật ra nóng nảy, hắn chỉ vào Giang Sách chửi ầm lên, ngươi một cái vương bát đản, đều là ngươi làm chuyện tốt. Giang Sách nghi ngờ, không phải chứ, ta mới là bị, khi dễ, nhất phương, ngươi nên mắng là bọn hắn hai cái mới đúng a. Làm sao ngược lại mắng ta tới rồi? Người bán hàng khinh thường nói, người tối trọng yếu chính là muốn tự biết mình, nếu như ngươi sớm một chút thay đổi vị trí sẽ biến thành cái dạng này sao? Ngươi một cái tảo bà tinh, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay nơi đây đánh hư gì đó, toàn bộ đều coi là ở trên đầu ngươi, ngươi nghĩ kém đều kém không xong. Đây chính là bắt nạt kẻ yếu rồi. Mặc dù Giang Sách là thụ hại phương, mặc dù mập mạp lại không có đạo lý, nhưng làm ưu việt nhất phương, người bán hàng nói cái gì cũng không dám đắc tội, hắn chỉ biết theo mập mạp đi khi dễ Giang Sách. Không thể không nói, đây thật là một loại bi ai. Giang Sách bất đắc dĩ, xem ra Giang Nam khu muốn đạt được chân chính phồn vinh, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, đáng tiếc, hắn là không có thời gian cùng tinh lực lại đi quản lý. Không bao lâu sau võ thuật, một chiếc tiểu xe tải dừng ở phản điếm cửa. Một đám người cầm tên chuyện này từ nhỏ trên xe tải nhảy xuống tới, toàn bộ đều vọt vào trong tiệm cơm đầu. Là ai đả thương đại ca chúng ta? Mập mạp thủ hạ đắc lực hổ tử người thứ nhất vọt vào. Chính là hắn, yêu diễm nữ một cái chỉ hướng Giang Sách. Hổ tử gật đầu, quơ bổng cầu côn đã đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, không khỏi, di, một cái tiếng, cảm giác người đàn ông này dường như ở nơi nào thấy qua. Thế nhưng chợt lại muốn không đứng dậy. Chính là ngươi đả thương lão đại chúng ta. Hổ tử hỏi. Giang Sách gật đầu, là thì như thế nào? Hảo tiểu tử, coi như ngươi có gan. Ngày hôm nay ngươi cái mạng này là đừng mong muốn rồi, có cái gì di ngôn mau nói. Giang Sách cười khẽ, di ngôn. Hắn rót chén rượu, căn bản không đem hổ tử để vào mắt. Hổ tử nhíu chân mày lại, quơ bổng cầu côn liền đi qua, vừa lúc đó. Phản điếm treo trên vách tường TV thay kênh, phát hình giờ ngọ tin tức. Điều thứ nhất, ngay cả có quan ngày hôm qua, người tổng phụ trách thoái ẩn đại hội, tin tức, đây là Giang Nam khu hiện nay lớn nhất, thảo luận nhiệt liệt nhất tin tức. Trong đó một máy TV liền đọng ở Giang Sách bên bàn cơm bên trên vách tường. Na hổ tử mới vừa dơ lên bổng cầu côn, liếc mắt liền thấy được trong máy truyền hình đang ở truyền tin tức, thấy được lúc đó ở trên vũ đài đọc diễn văn Giang Sách. Oanh! Hổ tử trong đầu nổ vang một đạo sấm sét. Hắn chăm chú nhìn TV chằm chằm rồi vài giây, lại nhìn một chút trước mắt Giang Sách, cả người đều nhanh muốn hóa đá. Hổ tử ca, ngươi làm gì thế đâu? Yêu diễm nữ chứng kiến hổ tử giơ lên bổng cầu côn rồi lại chậm chạp không phải đập xuống, phi thường nghi hoặc. Những người khác cũng theo cầm lấy tên chuẩn bị theo trên, cùng nhau ấu đả. Hổ tử nhanh lên thu hồi bổng cầu côn lui về phía sau mấy bước. Đại gia dừng tay. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều nhìn về phía hổ tử. Hắn đây là thế nào? Bình thường gặp phải loại sự tình này đã sớm đấu võ rồi, làm sao ngày hôm nay như là gặp ma, một bước cũng không dám đi về phía trước. Nhìn nữa Na Giang Sách, vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, dương dương tự đắc. Căn bản không đem hổ tử bọn họ để vào mắt. Hổ tử ca, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Không riêng yêu diễm nữ không rõ, này tiểu đệ cũng tất cả đều không rõ. Ngồi dưới đất mập mạp càng là giận dữ hết, hổ tử ngươi tật xấu gì? Đại ca ngươi tay của ta đều bị người cắt đứt, ngươi còn ở đây sủa cái gì? Hổ tử nuốt nước miếng một cái, chỉ trên vách tường TV. Mập ra, các huynh đệ, các ngươi xem, chúng ta muốn đánh người này là không phải cùng trên TV đọc diễn văn chính là cái kia người rất giống a. Cái quái gì? Mọi người đang hổ tử dưới sự nhắc nhở, đồng thời nhìn sang. Cái này vừa nhìn,
tất cả mọi người sợ hãi. Cái gì gọi là rất giống? Vậy căn bản chính là một người có được hay không? Ngày hôm nay Giang Sách đi ra mặc tây trang cũng không có đổi, vẫn là ngày hôm qua diễn thuyết mặc một bộ kia. Cũng liền bằng người tổng phụ trách từ trong TV đầu, đi, rồi đi ra. Tuy là Giang Sách đã không đảm nhiệm nữa Giang Nam khu người tổng phụ trách, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Giang Sách loại cấp bậc này người, coi như là thoái ẩn, đó cũng không phải là hổ tử những côn đồ các kẻ này có thể chọc nổi. Sơ sót một cái, bọn họ sẽ bị tận diệt. Hổ tử những thủ hạ kia bình thường đều đem, nghĩa khí, hai chữ đặt ở ngoài miệng, trên thực tế cũng chỉ là chút lấn hữu nghị sợ ác, bắt nạt kẻ yếu thứ hèn nhát, chớ đừng nói chi là cùng Giang Sách loại này đại nhân vật ngạnh kháng. Mập ra, hổ tử ca, ta đau bụng, đi trước một bước. Một gã tiểu đệ nghiêng đầu mà chạy, tên sự tình đều vứt. Ai nha, ta nhớ ra rồi, lão bà của ta lập tức phải sinh, ta phải đi xem đi y viện. Ta tiểu nhi tử tan học, ta muốn đi đón hắn về nhà ăn cơm trưa. Đám người này tìm lý do một cái so với một cái nhanh. Mấy giây, một nhóm lớn người tất cả giải tán, một người cũng không còn, chỉ để lại đầy đất tên chuyện này. Hổ tử trong lòng kêu khổ, đám khốn kiếp này, bình thường mở miệng một tiếng cùng sinh cùng tử, thật có sự tình, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn cũng muốn chạy, nhưng Giang Sách một cái kêu hắn lại. Người tên là hổ tử đúng vậy. Hổ tử trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy, là hắn một cái, có danh tiếng, Giang Sách người khác chưa từng nhớ kỹ liền nhớ kỹ hắn. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Hắn phù phù một cái quỵ ở Giang Sách trước mặt. Cái kia, người tổng phụ trách đại nhân, ta sai rồi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ta lại dám phạm thượng. Cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi. Lại nói tiếp. Chân chính đắc tội ngài là na hai cái vương bát đản, chỉnh sự kiện không liên quan gì tới ta a. Hắn trong nháy mắt liền đem mập mạp cùng yêu diễm nữ cho ra bán. Yêu diễm nữ sợ đến chết khiếp, đuổi sát theo quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Người tổng phụ trách, ta biết sai rồi, ta chớ nên cùng ngài không qua được, lại càng không nên kêu người đến. Ta thực sự biết lỗi rồi, ngài bỏ qua cho ta đi, phải trừng phạt ngài liền nghiêm phạt mập mạp một người a. Đám người này, một cái so với một cái hư. Gặp phải sự tình, cũng biết tự bảo vệ mình, bán đứng người một nhà. Giang Sách đối với người như vậy rất là chán ghét, hắn khoát tay áo, thuận miệng nói rằng, đầu tiên, ta đã không phải người tổng phụ trách rồi. Thứ nhì, các ngươi sở tác sở vi như vậy, tuy là đáng trách, nhưng chung quy chớ nên để ta làm quản, ta muốn là bắt các ngươi, thuộc về bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Hổ tử cùng yêu diễm nữ đều thở phào nhẹ nhõm, nghe lời này, đó là muốn thả bọn họ đi. Nhưng ai biết? Giang Sách sau đó liền nói, như vậy, các ngươi trước tiên đem cái tên mập mạp này đưa đi y viện cứu trị, sau đó các ngươi đi bót cảnh sát tự thú a. Đem các ngươi sở tác sở vi cùng với gần nhất phạm qua tội cũng như thật khai báo. Được rồi, thuận tiện đem các ngươi này tiểu đệ đều mang theo, một cái không thể để lộ a. Cái này... Hổ tử sắc mặt trắng bệch. Nếu như đem hắn tội toàn bộ khai ra, sợ là muốn ở bên trong phòng giam ngồi chuồng hổm cái 4 đến 5 năm. Cũng không thể được đừng như vậy a. Yêu diễm nữ kiều tích tích nói rằng, ai nha Giang tiên sinh, ngài phát phát tử bi. Chớ cùng chúng ta. Nàng chưa kịp nói xong, Giang Sách lập tức giơ tay lên nói rằng, cho các ngươi 3 min thời gian rời đi nơi này, nếu không, ta sẽ nhường cảnh đội đội trưởng tạ ơn mạnh trí đến các ngươi đi. Câu nói đầu tiên đem hai người sợ đến chết khiếp. Đi, chúng ta lập tức đi ngay. Hổ tử cùng yêu diễm nữ nhanh lên đứng dậy. Một người một bên, đỡ mập mạp liền hướng cửa đi. Giang Sách cũng không ngẩng đầu lên nói, tặng người đi bệnh viện sau, nhớ kỹ mang theo thuộc hạ nhân đi tự thú, quay đầu ta sẽ đi bót cảnh sát hỏi thăm. Nếu như bị ta biết các ngươi chạy án, vậy thì chờ trên lệnh truy nã a. Đến lúc đó bị bắt. Khả năng liền không phải quan mấy năm tù chuyện nhi rồi. Hổ tử cùng yêu diễm nữ, cùng với bị thương mập mạp, một cái so với một cái sắc mặt khó coi. Người nói bọn họ hảo đoan đoan vì sao muốn chiêu làm cho Giang Sách rồi. An an phân phân ăn bữa cơm không phải xong chưa? Vẫn là bình thường kiêu ngạo quán, tánh khí như vậy, sớm muộn là phải ra khỏi chuyện. Cái này không, ngày hôm nay liền đụng vào trên họng súng. Tự thú.
biết xong đời, không phải tự thú, càng xong đời. Giang Sách mặc dù không tự mình bắt bọn họ, nhưng vô cùng đơn giản nói mấy câu, là có thể đem bọn họ cho, khóa, gắt gao, căn bản đừng nghĩ chạy. Quay đầu lại, Giang Sách nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy người bán hàng, khẽ cười hỏi một câu, ta làm như vậy, có thể hay không quá không thức thời vụ rồi. Người bán hàng sợ đến, oa, một tiếng lại khóc. Giang Sách nhìn cười ha ha, đối diện mặc cho Chỉ Lan cũng một bên lắc đầu vừa cười. Người càng là muốn khi dễ người khác, thì càng phải làm cho tốt bị đánh mặt chuẩn bị, cái này tiểu người bán hàng, đời này sợ là cũng không dám lại bắt nạt kẻ yếu, hồ giả hổ huy. Đưa đi cái này nhất bang gây chuyện hỗn đản, Giang Sách phất ống tay áo một cái, phủi một cái trên bàn bụi bặm. Mặc cho A Di, thật ngại quá, lại cho ngươi chế giễu. Dường như mặc kệ tới nơi nào, Giang Sách đều sẽ làm cho một thân phiền phức. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng quen rồi, nếu như hắn có một ngày kia không trêu chọc phiền phức, vậy hắn thì không phải là Giang Sách rồi. Nhâm Chỉ Lan cười theo cười, nói rằng, có thể chính là bởi vì những thứ này đau khổ, chỉ có tạo cho năng lực của ngươi bây giờ, ngươi phải cảm tạ lão thiên gia đối với ngươi phần này quan tâm. Nhà ấm bên trong đóa hoa cũng sẽ không chống lại phong sương tàn phá. Sách Nhi, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, được rồi, không nói những thứ này để lời nói với người xa lạ rồi. Sách Nhi, hôm nay ngươi tìm ta đi ra ngoài là vì cái gì nha? Thời gian không còn sớm, ta còn muốn chạy trở về cho những học sinh mới thượng biểu diễn giờ học, ngươi cũng không thể làm lỡ ta thời gian quá dài nha. Giang Sách từ tốn nói, mặc cho A Di, ngươi có thể không cần đi trở về. A, nghe xong lời của ta, ngươi cũng sẽ không muốn đi trở về. Nhâm Chỉ Lan nở nụ cười, không quay về còn có thể làm cái gì? A Di ta chỉ biết biểu diễn, không làm cái này còn có thể làm cái gì? Còn nữa nói, ta còn không có đến về hưu niên cấp, để làm chi không trở về. Giang Sách nói rằng, A Di, ta tìm được ba của ta đầu mối. Những lời này nói cực kỳ đột nhiên. Nhâm Chỉ Lan căn bản cũng không có làm xong bất kỳ chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nghe thế dạng nói, nàng có một loại bị búa tạ đánh trúng cảm giác, ngực buồn bực hầu như muốn thổ huyết. Nàng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Sách. Không dám tin tưởng. Ba ngươi, Giang Hàn Phi. Ân. Giang Sách như nói thật nói, ta ở làm người tổng phụ trách thời điểm phá được cùng nhau đại án. Không nói dối ngài. Cái này bắt đầu đại án chủ xử sau màn tính danh chính là Giang Hàn Phi. Cái gì? Nhâm Chỉ Lan cảm thấy càng thêm đầu váng mắt hoa, Sách Nhi, người có hay không lầm nha? Ba người tính cách người ta đều biết, làm người chính trực, không vì cường quyền, như thế nào lại làm sằng làm bậy sự tình đâu? Giang Sách nói rằng, đúng vậy, ta cũng không tin tưởng. Cũng chính bởi vì như vậy, ta chỉ có sa thải người tổng phụ trách chức vị, muốn đi kinh thành một chuyến. Tự mình điều tra sự kiện ngọn nguồn. Là như thế này à? Nhâm Chỉ Lan thở ra một hơi dài, Na A Di đi chung với ngươi. Giang Sách nở nụ cười. Hắn biết Nhâm Chỉ Lan nhất định sẽ nói ra nói như vậy. Nói thật, ở Giang Sách trong lòng, đã sớm đem Nhâm Chỉ Lan trở thành là mẫu thân đối đãi giống nhau rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn phi thường hy vọng cha có thể ở lúc tuổi già cùng Nhâm Chỉ Lan hỉ kết liên lý. Chỉ là Giang Hàn Phi vẫn không thể quên được vợ quá cố, cho nên vẫn không thể nào tiếp thu được Nhâm Chỉ Lan. Lúc này đây, về tình về lý, về công về tư, Giang Sách đều phải mang theo Nhâm Chỉ Lan đi tìm đến giả ba, nếu như có thể đem sự tình biết rõ ràng cũng thúc đẩy một đôi nhân duyên nói, vậy không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhâm Chỉ Lan hỏi, Sách Nhi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ngày mai. Nhanh như vậy. Ân. Việc này không nên chậm trễ, càng sớm điều tra ra cha hạ lạc ta càng sớm yên tâm. A Di, ngươi sau khi trở về thu thập một chút, ngày mai ta sẽ sắp xếp người đi đón ngươi đến sân bay. Vé máy bay gì gì đó ta đều cho ngươi định xong, ngươi không cần lo lắng. Tốt! Nói xong, Giang Sách cầm đũa lên, nên nói đều nói rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm a. Bữa cơm này, Nhâm Chỉ Lan ăn tâm thần bất định bất an. Nàng ăn không yên lòng, giờ nào khác nào cũng đang nhớ Giang Hàn Phi dáng dấp. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Hàn Phi cùng năm đó có bao nhiêu biến hóa,
có phải hay không còn muốn nhớ kỹ hắn vợ quá cố. Nhâm Chỉ Lan là biết bao muốn đi vào Giang Hàn Phi thế giới nội tâm, muốn trở thành nữ nhân của hắn, hy vọng lão thiên gia có thể cho nàng một cơ hội, thực hiện nguyện vọng của nàng. Một bữa cơm ăn xong, hai người ngắn ngủi phân biệt, mỗi người về nhà thu thập hành lý. Giang Sách trở về đến nơi đến chốn sau đó, người một nhà cũng đang giúp vội vàng Giang Sách thu dọn đồ đạc, Đinh Mộng Nghiên càng là không rõ chi tiết hỗ trợ, các loại vật nhỏ đều đã nghĩ đến. Bàn chải đánh răng kem đánh răng, khăn mặt dao cạo râu, còn có Giang Sách đến đó bên sau đó phải ở phòng khách sạn. Vân vân, toàn bộ đều cho trước giờ chuẩn bị xong, rất sợ Giang Sách đi bên kia gặp phải ngoài ý muốn. Càng như vậy, Giang Sách thì càng không nỡ. Lão bà, ân, ta sẽ rất mau trở lại tới. Đinh Mộng Nghiên động tác trong tay vì đó mà ngừng lại, sau đó cười cười, không nói gì, tiếp tục trợ giúp thu thập hành lý. Đêm nay, mây mưa thất thường, tối nay, khó bỏ khó phân. Sáng sớm ngày kế, từ Đinh Mộng Nghiên tự mình lái xe đem Giang Sách đưa đến sân bay, chờ được Nhâm Chỉ Lan, hai người mang theo riêng mình vali sách tay tiến nhập chờ phi cơ sảnh. Đinh Mộng Nghiên hướng bọn họ vẫy tay từ biệt. Nhìn Giang Sách tiến nhập chờ phi cơ sảnh bóng lưng, Đinh Mộng Nghiên thật lâu không thể tiêu tan, cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Chờ phi cơ sảnh. Nhâm Chỉ Lan vỗ vỗ Giang Sách bả vai, cùng lão bà xa nhau có phải rất là khó chịu hay không a? Giang Sách thở dài, dĩ nhiên, ta hiện tại hận không thể lập tức bay đi kinh thành tìm được cha. Sau đó nhanh lên lại bay trở về. Nói là nói như vậy, nhưng Giang Sách biết, lúc này đây kinh thành hành trình. Tuyệt đối không có may mắn như vậy. Hai người bọn họ xách dương hành lý đi vào trong, tìm một cái có thể ngồi không vị. Kết quả bọn họ còn không có ngồi xuống, đi liền tới vài tên cảnh sát, bọn họ chặn Giang Sách, Nhâm Chỉ Lan lối đi, mở miệng dò hỏi, ngươi chính là Giang Sách. Cái này còn cần hỏi. Giang Sách hiện trường diễn thuyết nhưng là toàn thành phố phát sóng trực tiếp, mấy ngày nay Giang Nam khu lớn nhất tin tức. Làm phía chính phủ nhân viên, cái này vài tên cảnh sát nhất định là nhận thức Giang Sách, chẳng qua là cố ý hỏi như vậy mà thôi. Giang Sách gật đầu, là ta. Cảnh viên nói rằng, Giang Sách, người hiện nay bị liên lụy vào cùng nhau ác tính sự kiện đánh lộn, bị hạn chế xuất cảnh, cũng xin ly khai sân bay. Phốc tương đương tương đương. Một bên Nhâm Chỉ Lan suýt chút nữa không có ói ra, tình huống gì đây là? Giang Sách lại bị hạn chế xuất cảnh. Hắn quản lý Giang Nam khu đã hơn một năm, cuối cùng lại bị hạn chế cấm ly khai Giang Nam khu. Người nào lớn như vậy quyền lực? Nhâm Chỉ Lan giọng nói bất thiện nói rằng, uy, các ngươi biết hắn là ai vậy? Hắn là Giang Sách, là Giang Nam khu người tổng phụ trách. Các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám hạn chế hắn xuất cảnh. Sợ rằng toàn bộ Giang Nam khu người đều không có quyền lực như thế à? Lời còn chưa dứt, liền nghe được cảnh sát phía sau truyền tới một giọng nam. Giang Nam khu người tổng phụ trách. Ha ha, nên thêm một trước chữ A. Hai ngày trước. Giang Sách đã thoái ẩn, hắn hiện tại căn bản là cái bình dân dân chúng, không có bất kỳ quyền lực. Cho nên ngươi còn mở cái gì quan uy? Mọi người tản ra, Nhâm Chỉ Lan chứng kiến một gã vóc người béo phệ mập mạp đã đi tới. Xem tướng mạo, tựa hồ có vài phần nhìn quen mắt. Nghĩ tới, Nhâm Chỉ Lan nói rằng, hắn cùng ngày hôm qua bị đả thương, mập ra, dáng dấp thật giống. Mập mạp cười ha ha, coi như ngươi còn có trí nhớ. Không sai, ngày hôm qua bị các ngươi đả thương chính là ta đệ đệ. Mà ta, chính là phi trường người phụ trách, tổng giám đốc Bàng Trung mới vừa. Có ta ở đây, Giang Sách, người mơ tưởng ly khai Giang Nam khu một bước. Đây chính là điển hình hành vi tiểu nhân, ngày hôm qua mập mạp bị Giang Sách dạy dỗ, ngày hôm nay Bàng Trung Cương vừa lúc có thể lợi dụng trên chức vị một điểm tiện lợi, hạn chế Giang Sách xuất hành. Người như thế, hai chữ ác tâm. Nhâm Chỉ Lan nói rằng, người có quyền gì cấm Giang Sách xuất hành. Hắn ở trinh tin sổ đen trên sao, còn là nói hắn là phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Hắn bất luận một loại nào cũng không thuộc về, người dựa vào cái gì hạn chế hắn xuất hành. Bàng Trung Cương nở nụ cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là sân bay tổng giám đốc, toàn bộ sân bay tất cả thuộc về ta quản, người coi là một đàn. Nhâm Chỉ Lan vừa vội vừa tức.
Cùng người như thế căn bản là không có gì dễ nói. Kinh Tởm sắc mặt. Nếu như Giang Sách vẫn là Giang Nam khu người tổng phụ trách lời nói, vậy đánh chết Bàng Trung Cương cũng không dám như thế cùng Giang Sách nói. Hiện tại Giang Sách là bình dân. Bàng Trung Cương cũng liền không cố kỵ gì, căn bản không cần cho Giang Sách bất kỳ sắc mặt tốt xem. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, lòng du nước cạn gặp tôm hí. Đã từng phong quang vô hạn Giang Sách, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình lại có một ngày sẽ bị nho nhỏ sân bay tổng giám đốc cho hạn chế xuất cảnh a. Đổi thành trước đó hai ngày, Bàng Trung Cương coi như là muốn gặp trên Giang Sách một mặt đều cần trước giờ xin báo cáo. Hiện tại Bàng Trung Cương nhưng có thể không cố kỵ gì đứng ở Giang Sách trước mặt, liếm cái bụng, ngửa đầu, tỏ ra một tay thậy là uy phong. Hắn nói rằng, Giang Sách, ngươi sẽ chết rồi tâm a, ngày hôm nay ngươi là ra không được, từ đâu tới trở về đến nơi đâu. Ta còn nói cho ngươi, không riêng cái này sân bay ngươi ra không được. Tất cả sân bay, trạm xe lửa, bến xe, xuất nhập đứng ta đều có người, ngươi căn bản không đi được. Giang Sách, ta muốn ngươi biết rõ đắc tội ta Bàng Trung Cương hạ tràng. Ngươi đã không phải là người tổng phụ trách rồi, đừng còn cầm lấy trước kia một bộ làm việc. Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ ngay cả một con chó cũng không bằng, cho ta lão lão thật thật cụp đuôi đối nhân xử thế a. Bàng Trung Cương nhất phất tay, cho ta đem người đuổi ra ngoài. Hai gã cảnh viên lập tức đi muốn đem Giang Sách, Nhâm Chỉ Lan đuổi ra ngoài. Nhâm Chỉ Lan nóng nảy, các ngươi dám, ta và các ngươi liều mạng. Giang Sách kéo lại nàng. Nếu bàn về thân thủ, Giang Sách căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng ngày hôm nay hắn tuyệt đối không thể động thủ. Hắn không phải kẻ bắt cóc, nói cái gì cũng không thể cùng cảnh sát động thủ. Đánh lén cảnh sát đó cũng không phải là đùa giỡn. Hắn hiện tại cũng không có phạm tội, nhưng nếu như động thủ, Na Bàng Trung Cương muốn cho hắn an trí tội gì đều có thể. Bất quá! Cái này cũng không có nghĩa là Giang Sách liền thực sự có thể mặc người chém giết. Hắn mắt lạnh nhìn cách đó không xa Bàng Trung Cương. Chào ngươi lớn quan uy a. Bàng Trung Cương, ta cho ngươi 10s thời gian suy nghĩ, tránh đường ra, hoặc là. Bàng Trung Cương nhất giơ tay lên, đừng nói nhảm, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi. Giang Sách ngươi cũng ít làm ta sợ, ngươi bây giờ một điểm quyền lực cũng không có, bất luận kẻ nào đều không điều động được. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Tỉnh lại đi, đồ con lợn. Giang Sách ngẩng đầu lên, khẽ thở ra một hơi. Hắn chuẩn hơn bị lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, kết quả một đoàn cảnh viên liền vọt vào, cầm đầu người càng là sang sảng vừa cười vừa nói, Giang tiên sinh, ngài phải ly khai làm sao cũng không cho ta biết một tiếng a. Làm hại ta thiếu chút nữa bỏ qua tiễn máy móc thời gian. Tới không là người khác, chính là Giang Sách đã từng thuộc hạ cảnh đội trưởng Tạ Mạnh Chí. Bàng Trung Cương nhất xem Tạ Mạnh Chí tới. Sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Tạ ơn đội, sao ngươi lại tới đây? Bàng Trung Cương biết rõ còn hỏi. Tạ Mạnh Chí nói rằng, không phải là nói nhảm sao. Giang tiên sinh phải ly khai Giang Nam khu rồi, ta không nên tới đưa một chút sao? Bàng Trung Cương cười lạnh nói, hắn chính là một phổ thông bình dân mà thôi, phải dùng tới tiễn. Tạ Mạnh Chí sắc mặt không vui, ngươi nói thế nào đâu? Giang tiên sinh vì Giang Nam khu làm ra bao nhiêu cống hiến, mọi người nhưng khi nhìn ở trong mắt, hơn nữa Giang tiên sinh dù sao cũng là trước một đời Giang Nam khu người tổng phụ trách, coi như là người chạy trà nguội, cũng không có người lạnh nhanh như vậy a. Lúc này, Nhâm Chỉ Lan nhân cơ hội nói rằng, hắn lạnh vậy cũng gọi một cái nhanh. Trực tiếp hạn chế Giang Sách xuất cảnh, còn nói cái gì các sân bay, nhà ga đều có người của hắn, Giang Sách đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cái gì? Tạ Mạnh Chí trừng mắt Bàng Trung Cương. Chào ngươi cuồng vọng khẩu khí. Một cái nho nhỏ sân bay tổng giám đốc, ai cho ngươi quyền lực hạn chế người khác xuất cảnh? Bàng Trung Cương cười lạnh nói, Giang Sách đã thương đệ ta, kẻ khả nghi phạm tội, ta ngăn cản một gã tội phạm xuất cảnh, có lỗi sao? Nghe nói như thế, Tạ Mạnh Chí liền hiểu. Hắn giải thích, em trai ngươi án tử ta là biết đến, hắn xuất thủ đả thương người trước đây. Giang Sách là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Còn nữa nói, đệ người bị bắt cũng không phải bởi vì chuyện ngày hôm qua món, mà là bởi vì hắn trước liền phạm vào một loạt đả thương người án kiện, này đều cùng Giang Sách không quan hệ.
Bàng Trung Cương nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ta bất kể. Ngược lại ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho Giang Sách rời đi. Các ngươi ai cũng không còn cách nào cải biến chủ ý của ta. Tạ Mạnh Chí nổi giận, Bàng Trung Cương, chào ngươi lớn gan chó. Ha ha, vậy thì thế nào? Bàng Trung Cương nói rằng, Tạ đội trưởng, ngươi cũng không phải cấp trên của ta, quản được sao? Giang Sách, cũng chính là một cái về hưu xuống bình dân mà thôi, càng không quyền quản ta. Ngày hôm nay, ta chính là nơi này lão đại, ta xem các ngươi ai có thể đi. Tràng diện lập tức liền lúng túng. Bàng Trung Cương mặc dù không là phía chính phủ nhân viên, nhưng hắn vẫn là phi trường tổng giám đốc, sân bay chịu hắn quản hạt, ở chỗ này mặc dù là cảnh sát cũng không thể động đến hắn. Rất khó làm. Ở nơi này khẩn trương thời điểm, một, khác nhóm người đi đến. A hát, là ai lớn như vậy khẩu khí a? Đây là một cái tương đối thanh âm già nua. Ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua. Nhìn thấy một vị đầu tóc bạc trắng nhưng thần thái sáng láng lão nhân, mặc một thân màu xám trắng tây trang, dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Vừa nhìn, chính là một vị cao quý người. Chứng kiến người này, Bàng Trung Cương nhất xem liền xì hơi, mới vừa vẻ này thần khí kính nhi tất cả đều không có. Vị lão nhân này, chính là Giang Nam khu hàng không cục trương phó cục trưởng. Tất cả lớn nhỏ sân bay, công ty hàng không, có thể toàn bộ đều người về ra quản lý. Hắn chính là Bàng Trung Cương chân chân thực thực thủ trưởng. Vừa nhìn thấy trương phó cục trưởng, Bàng Trung Cương ngay lập tức sẽ như là quả cầu ra xì hơi giống nhau, thí điên liền chạy đi qua, cười ha hả nói, ai yêu. Trương phó cục trưởng, là gió nào đem ngài thổi tới a? Người bận rộn như vậy, làm sao lúc rảnh rỗi tới sân bay a? Trương phó cục trưởng cười cười, nói rằng, ta tới nơi đây, đương nhiên là vì cho Giang tiên sinh tiễn đưa. Cái này, Bàng Trung Cương sắc mặt trắng bệch, nếu như nói Tạ Mạnh Chí hắn còn có thể đổi một đổi, này mặt đối với trương phó cục trưởng, hắn nói cái gì đều là không có can đảm đổi. Tuy là Bàng Trung Cương không phải quan phương, nhưng thật thật tại tại bị người ta quản. Ngươi nếu như đem trương phó cục trưởng đắc tội, cái này tổng giám đốc vị trí sợ là cũng không cần ngồi. Nhâm Chỉ Lan vừa nhìn giá thế này, nhanh lên ở một bên châm ngòi thổi gió, trương phó cục trưởng. Ngài chuyến này sợ là đi không, Giang Sách không đi được, ngài cũng không cần để đưa tiễn rồi. Trương phó cục trưởng cười ha ha, vừa mới đối thoại giữa bọn họ, hắn có thể toàn bộ đều nghe thấy được. Hắn từ tốn nói, Giang tiên sinh ngài yên tâm, có ta ở đây, ngày hôm nay ai cũng không nhúc nhích được ngài, ai cũng không có quyền lợi hạn chế ngài xuất cảnh. Có trương phó cục trưởng lời này, Bàng Trung Cương ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Mấy lần vận khí sau đó, Bàng Trung Cương còn không phục, lấy can đảm nói rằng, trương phó cục trưởng, ngài đây cũng là hà tất rồi. Tự mình đến cho một cái tội phạm tiễn đưa, đây không phải là chiết mặt mũi của ngài sao? Làm càn, trương phó cục trưởng gầm lên giận dữ, sợ đến Bàng Trung Cương liền lùi lại mấy bước. Theo sát mà, trương phó cục trưởng đổ ập xuống mắng, Giang tiên sinh là Giang Nam khu ân nhân, quý nhân. Là hắn đem Giang Nam khu cho chế tạo thành bây giờ lần này phồn vinh cảnh tượng, sao là ngươi loại lũ tiểu nhân này có thể làm nhục? Ngươi nói Giang tiên sinh là tội phạm. Ha ha, ngay cả cảnh sát cũng không cho là sự tình, ngươi một cái nho nhỏ sân bay tổng giám đốc lại có thể thay thế cảnh sát định án. Bàng Trung Cương a, Bàng Trung Cương, ngươi thực sự là thật to gan, thật cuồng khẩu khí. Khoát tay chặn lại, trương phó cục trưởng phân phó thuộc hạ nhân. Lập tức thông chi người trong cục, rút lui Bàng Trung Cương tổng giám đốc vị trí. Người như vậy, quan báo tư thù, đức không xứng vị, làm sao có thể tiếp tục ở nơi này làm tiếp? Nhất định chính là đối với chúng ta đội ngũ khinh nhờn cùng vũ nhục. Tuân mệnh, lập tức có người đi bắt tay vào làm xử lý Bàng Trung Cương sự tình. Lần này, triệt để xong đời. Bàng Trung Cương nhanh lên quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt nói, trương phó cục trưởng. Ta biết sai rồi, ngài đánh ta mắng ta đều được, ngàn vạn lần không nên cách chức của ta a. Ta trên có già dưới có trẻ, toàn dựa vào cái này công việc nuôi, nếu như ta thất nghiệp, chúng ta toàn ra đều sẽ chết đói nha. Trương phó cục trưởng cười nhạt vài tiếng, chỉ Bàng Trung Cương cái bụng. Chỉ ngươi cái này ngồi không mà hưởng bộ dạng, còn thất nghiệp sẽ chết đói. Người trong cả thiên hạ đều chết đói, ngươi cũng sẽ không chết đói.
Ngươi cho ta không biết, ngươi nói Lý gia cho lão bà, đệ đệ, cậu em vợ đều an bài lương cao chức vị, không biết mỏ bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay, vừa vặn nhân cơ hội này, đem các ngươi nhóm người này tai họa toàn bộ đều cho diệt trừ, quét sạch đội ngũ của chúng ta. Bàng Trung Cương triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn chỉ là muốn bàng đệ đệ xả giận, yên lành sửa trị một chút Giang Sách. Dù sao Giang Sách đã không có quyền lực, chỉ là nhất giới dân chúng bình thường, chắc là không có gì hay sợ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Giang Sách mặc dù không lại là người tổng phụ trách, nhưng hắn uy vọng cùng danh tiếng vẫn còn ở, đại gia đối với hắn vẫn là một dạng kính yêu, nguyện ý giúp trợ hắn, vì hắn đứng ra. Đây cũng là đối với Giang Sách trong khoảng thời gian này công tác khẳng định. Trương Phó Cục trưởng đối với Giang Sách thiếu thiếu thắt lưng, Giang tiên sinh, người xem ta đây sao xử lý, còn thỏa mãn. Giang Sách khoát tay áo. Trương Phó Cục trưởng ngài có thể giúp ta chiếu cố cũng đã rất vô cùng cảm kích, không cần khách khí như vậy. Bàng Trung Cương câu có lời nói đối với, ta đã không còn là người tổng phụ trách, không còn là cấp trên của các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần lại theo ta xin chỉ thị. Trương Phó Cục trưởng gật đầu, đối thủ hạ người nói, vậy cứ dựa theo ta vừa mới nói, đem Bàng Trung Cương bộ hạ toàn bộ đều dọn dẹp ra đi, không chừa một mống. Bàng Trung Cương nghe xong, hai mắt tối thui, gấp tâm hỏa đi lên vọt, trực tiếp liền hôn mê đi. Ác nhân tự có ác báo, Bàng Trung mới vừa sẽ có kết cục này, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Giang Sách liếc nhìn thời gian, nói rằng, thời gian sắp tới, ta phải chuẩn bị đăng ký, các vị. Lúc đó biệt ly, Trương Phó Cục trưởng cùng Tạ Ơn Mạnh Chí đều chắp tay. Nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, hai người bọn họ trong lòng đều có vạn phần không nỡ. Như vậy một vị tài trí song toàn, dám làm dám chịu trẻ tuổi người, nếu có hắn vẫn dẫn dắt Giang Nam khu phát triển, lo gì Giang Nam khu dân chúng thời gian không giàu có. Đáng tiếc a, hắn vẻn vẹn chỉ dẫn theo Giang Nam khu một năm. Cũng đủ rồi. Một năm này, bù đắp được những thành thị khác phát triển 10 năm. Như vậy xuất tài, có thể gặp không thể cầu a. Giang Sách cùng Mặc Cho Chỉ Lan thuận lợi đăng ký, ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Bởi vì là khoang hạng nhất, chỗ ngồi khoảng thời gian khá lớn, tọa ỷ cũng tương đối thoải mái, còn có chuyên môn không ngồi nhân viên cho bưng trà rót nước, các loại phục vụ cái gì cần có đều có. Chuyến này phi hành lữ đồ, xem ra có thể yên lành hưởng thụ một chút. Theo tiếng nổ thật to vang lên, máy bay chậm rãi khởi động, theo chạy đến trượt, cuối cùng thành công cất cánh. Giang Sách tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Kinh thành, ta, tới. Chuyến này phi hành có sấp xỉ thời gian 3 tiếng, tất cả mọi người nhắm mắt dưỡng thần, dù sao ở trên máy bay cũng không có cái gì ngu nhạc hạng mục. Đại khái nghỉ ngơi hơn 1 giờ sau đó, Giang Sách loáng thoáng nghe được bên tai có hai nam nhân thanh âm. Một cái to hạt khí thô, một cái tiếng nói rất tiêm. Lớn tiếng nam tử trước khi nói ra, lão yêu. Người thấy bên trái đằng trước cái chỗ ngồi kia lên hai nữ nhân không có. Cao giọng nam tử đáp lại nói, đã sớm thấy được, vừa lên máy bay thời điểm ta nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ta thích ngoan ngoãn, dáng dấp thật là tài a, tuyệt đối là nhất đẳng tốt mặt hàng. Như vậy hàng thượng đẳng nếu như cứ như vậy tùy ý các nàng từ trước mắt trốn, đó nhất định chính là phung phí của trời a. Báo ca, đi một cái. Thành. Theo sát mà. Giang Sách rõ ràng cảm giác mình tọa ỷ bị người từ phía sau đẩy dưới, hắn mở mắt, vi vi quay đầu, quả nhiên thấy phía sau có hai nam tử đứng lên, từ khe hở đi ra ngoài. Hai người kia đi tới bên trái đằng trước chỗ ngồi bên cạnh. Báo ca cười hắc hắc, từ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp đưa cho đối phương. Hai vị mỹ nữ, kết giao bằng hữu thôi. Chỗ ngồi chính là hai gã nữ tử, tới gần đường đi là một gã vóc người cao gầy. Một mái tóc vàng óng nữ tử, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi chân dài to lại bạch lại thẳng, khiến người ta trông mà thèm. Tới gần cửa sổ nữ sinh kia vóc dáng mặc dù không cao, thế nhưng dáng dấp cực kỳ khả ái, ăn mặc màu hồng váy, ghim xong đuôi ngựa, mang kính mắt, vóc người có lồi có lõm, giống như là từ lần thứ hai nguyên thế giới đi ra giống nhau. Thực sự có thể dùng mặt trẻ lớn gì đó để hình dung. Hai nữ nhân, một cái băng sơn ngự tỷ. Một cái khả ái loli, bất đồng loại hình.
tuy nhiên cũng tản ra nữ tính độc hữu chính là đặc biệt mị lực. Lão yêu cùng báo ca, một người nhìn chằm chằm một cái, đều chảy xuống chảy nước miếng. Hai cái này đều là cực phẩm, ý cua được một cái, đều là bạo trám, nếu như hai cái đều có thể bắt, nam mang đi ra ngoài khả năng liền vô cùng có mặt mũi. Đáng tiếc, hai gã nữ tử đối với bọn họ một chút hứng thú cũng không có. Loli nữ nhân có chút xấu hổ sợ, trốn bên trong lặng lẽ nhìn hai nam tử, không dám nói lời nào. Băng sơn nữ thì lạnh rên một tiếng, gác chéo chân, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Báo ca danh thiếp cứ như vậy đặt tại giữa không trung, thu hồi đi khẳng định không thích hợp, nhưng đối phương lại không chấp nhận, thực sự làm cho hắn thật mất mặt. Nữ nhân như cây hoa hồng, đều là có gai. Báo ca cười ha ha, hơi chút tăng thêm một điểm giọng nói, mỹ nữ, ta báo ca ở kinh thành cũng là có số một, đừng không cho mặt mũi như vậy có được hay không. Nhận lấy một cái danh thiếp cũng sẽ không thế nào, quay đầu ta mời các ngươi ăn xem chiếu bóng, cho các ngươi mua xe mua sách tay, nghĩ muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Mềm đều là thi. Đáng tiếc, phô công nhi phản. Na băng sơn nữ vi vi nghiêng đầu nhìn báo ca, dùng giọng lạnh như băng nói rằng, đừng như con ruồi giống nhau ở bên tai ta tán loạn, cút. Người lãnh, nói lạnh hơn. Báo ca đưa ra tay đang run rẩy, hắn đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thu còn không thu. Không chờ hắn nói xong, băng sơn nữ theo tay vung lên, trực tiếp liền đem báo ca danh thiếp cho vỗ xuống trên mặt đất. Lần này, triệt để không có vãn hồi khả năng. Báo ca giận dữ hét, dựa vào, cho ngươi mặt mũi rồi đúng vậy. Dám đem lão tử danh thiếp bỏ rơi trên mặt đất, giới hạn ngươi 3 giây, cho lão tử nhặt lên. Băng sơn nữ cũng không quan tâm. Tiếp viên hàng không chạy mau đi qua, vị này hành khách ngài đừng như vậy, mời mau trở lại đến chỗ ngồi của mình. Cút đi. Báo ca giơ tay lên chính là một cái tát, đem tiếp viên hàng không cho hất tung ở mặt đất. Hắn chỉ vào băng sơn nữ, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi có điểm tư sắc thì ngon, ra ngày hôm nay không để cho ngươi một điểm vị đắng nếm thử, ngươi còn không biết ra lợi hại. Nói, hắn tự tay liền hướng băng sơn nữ trên đầu ấn đi qua. Ý đồ đem nàng chạm đến trên mặt đất. Còn không chờ hắn tay đưa tới, băng sơn nữ tay tới trước, một cái khoác lên báo ca trên cổ của, sau đó dụng lực một bẻ, trực tiếp đưa hắn đầu bẻ đụng vào tọa ỷ chỗ tựa lưng trên. Thình thịch, một tiếng, báo ca bể đầu, chổng vó đã hôn mê. Toàn trường kinh ngạc, người nữ nhân này thân thủ thật đúng là lợi hại. Nhưng sự tình vẫn chưa lúc đó kết thúc, vốn tưởng rằng kết quả báo ca. Người lão yêu kia đã biết khó trở ra, ai biết lão yêu chẳng những không có chạy đi, ngược lại bắt đầu khóc lóc om sòm pha trò. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, người giết chết rồi đại ca của ta, người chạy không thoát, ta muốn người một mạng đổi một mạng. Nhân viên bảo vệ mau tới đây, đưa cái này nữ nhân cho ta còng lại, một cái máy bay liền mang đi. Vài tên nhân viên bảo vệ đã đi tới, kiểm tra một chút nằm trên đất báo ca. Hắn còn có khí, không chết. Lão yêu không vui nói, hiện tại nộ, chờ chút máy bay rồi sẽ không tức giận. Các ngươi nhìn ta một chút đại ca, đầu đều nở hoa rồi, máu này lại chảy đi xuống, không cần 10 min phải xong đời. Các ngươi vội vàng đem cái này hung thủ giết người cho ta bắt lại, nhanh a. Nhân viên bảo vệ nhóm nhìn nhau. Có chút khó khăn. Mọi người đều biết là hai cái này nam ở không đi gây sự. Nhưng báo ca quả thực cũng là bị băng sơn nữ bị đả thương thậm chí khả năng dẫn đến cái chết, cân nhắc nhiều lần, bắt người xem ra là nhất định. Vị nữ sĩ này, mời đi theo chúng ta một chuyến A. Nhân viên bảo vệ nói rằng, băng sơn nữ cau mày. Nàng cũng không thể cùng nhân viên bảo vệ động thủ đi. Một bên loli nữ nhân càng là nóng nảy nước mắt đều phải rớt xuống, đã không có băng sơn nữ bảo hộ, nàng một người có thể làm sao bây giờ nha. Lão yêu trong lòng cười. Hắn đối với băng sơn nữ không có hứng thú, đầy đầu chính là cái kia loli. Làm cho nhân viên bảo vệ đem băng sơn nữ cho mang đi, hắn có thể không cố kỵ khi dễ cái kia loli rồi, về phần hắn đại ca, ha ha, chết sống căn bản không sao cả. Đang nghĩ lấy, bỗng nhiên, một thanh âm hoảng hoảng du du truyền tới. Cái gì đó báo ca chính là tạm thời tính hôn mê, kêu một kêu sẽ tỉnh lại. Có cần phải ngạc nhiên như vậy sao?
Mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên tựa lưng vào ghế ngồi, nhãn thần quyện đãi. Không là người khác, chính là Giang Sách. Lão yêu nhướng mày, mất hứng nói rằng, người ti em hiểu trái chưng a. Đại ca của ta đều có vào khí không có hết giận, chỉ lát nữa là phải chết, người còn dám ở nơi này nói mát. Chết, Giang Sách rụi rụi con mắt, đứng dậy đi tới, cúi đầu liếc nhìn báo ca, an tâm. Hắn chết không được. Nói, Giang Sách liền ngồi xổm xuống muốn đi đẩy báo ca. Lão yêu một bà ngăn lại, người nghĩ làm cái gì? Giang Sách tùy ý nói rằng, giúp người đánh thức hắn a. Đánh thức, lão yêu cười lạnh nói, ta vừa nhìn ngươi thì không phải là thứ tốt gì, ngươi còn gọi tỉnh đại ca của ta. Chỉ sợ ngươi đẩy một cái như vậy, đại ca của ta cũng sẽ bị ngươi cho đẩy chết. Sẽ không? Ha ha, ngươi nói sẽ không cũng sẽ không. Đương nhiên. Vậy nếu là chết đâu? Giang Sách lấy tay vỗ ngực một cái, nếu như chết, ta một mạng để một mạng. Câu nói này phân lượng có thể đủ nặng, gặp qua anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng chưa từng thấy qua đem mạng của mình nhập vào. Mặc cho Chỉ Lan lại càng hoảng sợ. Sách Nhi, ngươi làm cái gì nha? Na Loli lị nữ cũng vội vàng nói, vị đại ca ca này, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói lời như vậy, hai người kia chính là vô sỉ hỗn đản, ngươi vì bọn họ mà đền mạng. Không đáng, hơn nữa, chuyện này với ngươi không có quan hệ. Nếu như ngươi bởi vì chúng ta mà bị liên lụy vào thậm chí bỏ mạng, ta sẽ áy náy suốt đời. Băng Sơn nữ nhưng thật ra không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Giang Sách. Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Giang Sách ung dung cười, ta dám nói lời này, thì có nói lời này sức mạnh, hắn chết ta đền mạng, cứ quyết định như vậy. Đều nói như vậy, lão yêu còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhìn Giang Sách đẩy ra báo ca. Uy. Chớ ngủ, trên mặt đất quái lạnh, tỉnh lại đi. Giang Sách thuận tay đẩy một cái báo ca thân thể. Không có phản ứng chút nào. Lão yêu vui vẻ, đây là đương nhiên, na đầu đều nở hoa rồi, người cũng ngất đi, làm sao có thể tùy tiện đẩy hai cái liền tỉnh lại. Nếu như chế cầm máu nói, báo ca tính mạng còn không giữ nổi, càng chưa nói đã tỉnh lại. Nhưng Giang Sách như trước vẫn còn ở đầy. Băng Sơn nữ lạnh như băng nói rằng, ngươi náo đủ chưa? Anh hùng cứu mỹ nhân siếc rất có ý tứ. Không có bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này nhiều chuyện, đi cho ta mở. Mỗi người cũng hơi lắc đầu. Lòng nói cái này Băng Sơn nữ thật là lạnh nếu băng xương, dù nói thế nào, nhân gia cũng là đang giúp ngươi chiếu cố, ngươi tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói với người ta? Loli lị nữ lôi kéo Băng Sơn nữ tay, lao lạp tả tả. Ngươi không nên đối với hắn dữ dội như vậy. Hắn là đang giúp chúng ta. Giúp chúng ta, lao kéo cười ha ha, ta xem, hắn chính là muốn dùng cái này tới tranh thủ chúng ta hảo cảm mà thôi, nam nhân, đều là người cặn bã. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này là, lao kéo, nữ nhân là không phải là bị cặn bã nam sâu đậm tổn thương qua. Bằng không sao lại thế đối với nam nhân có như thế lớn thành kiến. Hắn như trước cúi đầu đẩy báo ca. Nhìn bề ngoài, Giang Sách chính là phổ thông qua lại thúc, nhưng trên thực tế mỗi một lần đẩy, Giang Sách tay hình, vị trí cũng không giống nhau, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, hắn đó là có thể lừa dối, để cho người khác chứng kiến cũng không biết, trợ giúp báo ca làm cho thẳng huyệt vị. Mấy phút qua đi, lão yêu không nhìn được, giận dữ hết, ta xem như là đã nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là tới kéo dài thời gian. Nhanh cút ngay cho ta. Hắn đang chuẩn bị đi tới đem Giang Sách cho đẩy ra, nhưng ai biết, báo ca đột nhiên ho khan. Người, sống lại. Lập tức, ánh mắt mọi người đều sáng lên, cảm giác kia, giống như là lo lắng thật lâu khí trời đột nhiên trong, ánh mặt trời chiếu vào mỗi người lồng ngực. Báo ca, cư nhiên thực sự bị Giang Sách cho thúc thúc đánh thức. Lão yêu mục trừng khẩu ngốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng kịp. Loli lị nữ lôi kéo Băng Sơn nữ cánh tay, hưng phấn hô, lao lạp tả tả, cái kia đại phôi đản tình. Hắn không chết, ngươi không cần ngồi tù đền mạng rồi. Lao kéo vừa mừng vừa sợ. Nàng kỳ thực cũng không có đối với Giang Sách ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng kết quả lại xuất hổ ý liêu. Nói ngắn lại, người có thể tỉnh lại, nàng không cần vì vậy đền mạng, vẫn là đáng giá cao hứng. Bất quá. Lao kéo lạnh lùng như cũ nói. Ha ha,
mèo mù vớ cá rán, vận khí thực sự là tốt, bất quá ngươi đừng cho rằng như vậy thì có thể tranh thủ chúng ta hảo cảm. Nói cho ngươi biết, chỗ hóng mát chỗ ở, mơ tưởng tới gần chúng ta một bước. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Gặp qua sẽ không nói chuyện, chưa thấy qua như thế sẽ không nói chuyện. Nhân gia giúp ngươi ân tình lớn như vậy, một câu cảm tạ cũng không nói, còn nói lời ác độc, loại nữ nhân này thực sự là được rồi. Mặc cho Chỉ Lan không vui nói, vóc người xinh đẹp quá, nói thế nào như vậy ác độc. Giang Sách khoát tay áo, về tới chỗ ngồi của mình. Hắn vốn cũng không phải là vì xa cầu người khác hồi báo mà ra tay tương trợ, cho nên cũng sẽ không đối với kết quả có bao nhiêu thất vọng, trong lòng của hắn chỉ có Đinh Mộng Nghiên một nữ nhân, sẽ không di chuyển anh hùng gì cứu mỹ nhân tâm. Lần này xuất thủ, chỉ là đơn thuần gặp chuyện bất bình mà thôi. Na báo ca nhu liễu nhu đầu, kinh ngạc phát hiện huyết cư nhiên dừng lại, không phải chảy. Đây là chuyện gì? Lão yêu mắt thấy đến miệng con vịt bay, trong đầu phi thường khó chịu. Hắn hướng về phía Giang Sách nói rằng, tiểu tử, người đã gây họa biết. A hát, Giang Sách nhìn hắn một cái, ta xông cái gì họa? Lão yêu trong ánh mắt hiện lên vẻ hàn quang, minh bạch nói cho người biết, chúng ta là kinh thành, đêm cầm, nhân. Ngươi đắc tội chúng ta chính là đắc tội đêm cầm, đợi ngươi đúng là một chữ chết. Đe dọa. Giang Sách đời này không sợ nhất còn chính là đe dọa. Hắn nháy nháy con mắt, hỏi, đêm cầm, có phải hay không ngón tay, ban đêm cầm thú, a? À. Một câu nói suýt chút nữa không đem lão yêu cho tức chết. Em đi, ngươi muốn chết có phải hay không? Lão yêu làm bộ sẽ phải bị Giang Sách một quyền, nhân viên bảo vệ lập tức vào tới, tiên sinh. Cũng xin ngài trở lại chỗ ngồi của mình, nếu không, chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp. Lão yêu lúc này mới thôi. Hắn quy quy củ củ về tới chỗ ngồi của mình, ở nhân viên bảo vệ đi sau đó, hắn đề cao giọng hướng về phía trước chỗ ngồi Giang Sách nói rằng, chớ cao hứng quá sớm, ở trên máy bay có nhân viên bảo vệ che chở ngươi, đợi đến hết máy bay có ngươi chịu. Đồng thời, hắn hướng về phía bên trái đằng trước nói rằng, còn có các ngươi hai cái bà tám. Đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy, chúng ta đêm cầm các huynh đệ đều ở đây ngoài phi trường chờ. Một cái máy bay, liền đem hai người các ngươi bà tám cho mang đi. Không phải là không làm cho ra chơi đùa sao? Ha ha, ở kinh thành, còn không có ra không chơi được nữ nhân. Đợi đến hết máy bay, hai người các ngươi cũng biết cái gì gọi là muốn sống không được. Thả hết ngoan thoại, lão yêu hai chân chéo nguẫy dựa vào ghế trên lưng. Hắn cùng báo ca liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười tà ác, các loại máy bay rớt xuống, kêu lên tới đón máy móc các huynh đệ, trước cạn rơi nam, sau đó đem nữ bắt cóc đi. Đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ở kinh thành, dám động bọn họ đêm cầm còn không có vài cái. Bên trái đằng trước, loli lị nữ sợ đến lại muốn khóc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lôi kéo băng sơn nữ tay, lao lạp tả tả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Lao kéo tỉnh táo nhiều. Nàng từ tốn nói, không cần sợ, có tỷ tỷ ở, không ai có thể thương tổn ngươi. Một đường không nói gì. Thời gian một cái nháy mắt, máy bay hạ xuống rồi. Lão yêu dành trước đứng dậy, cố ý ở phía sau dựa theo Giang Sách tọa ỷ đạp một cước, hung hãn nói, lão tử cái này xuống phía dưới triệu tập huynh đệ, tiểu tử ngươi sẽ chờ chết đi. Sau đó hắn còn cố ý từ lối đi bên trái ly khai, quay đầu trừng mắt một cái loli lị nữ cùng với băng sơn nữ. Hai người các ngươi, chờ đấy bị ra sủng hạnh a. Lão yêu cùng báo ca trước sau máy bay hạ cánh. Loli lị nữ nóng nảy cũng, lao lạp tả tả, làm sao bây giờ? Nếu không, nhanh lên cho ta ca ca gọi điện thoại a. Ta rất sợ hãi. Lao kéo do dự một chút. Lúc này... Giang Sách đi tới nói rằng, chuyện tốt làm tới cùng. Tiễn Phật đưa đến Tây. Chúng ta cùng đi a, có ta ở đây, biết bảo hộ các ngươi an toàn. Lao mì sợi trầm như nước. Nàng vừa nghĩ tới cự tuyệt, kết quả loli lị nữ cũng rất cao hứng nói ân, cảm ơn đại ca ca. Chúng ta liền cùng đi. Lao kéo lấy làm kinh hãi, cái tiểu nha đầu này cho tới bây giờ cũng không cùng ngoại nhân nói, chứng kiến nam sinh đều sẽ rất chán ghét rất sợ. Làm sao lúc này lại một điểm xấu hổ, sợ ý tứ cũng không có. Đồng thời từ nơi này nha đầu trong ánh mắt tựa hồ có thể chứng kiến một nóng bỏng sóng biển.
thân là nữ nhân, nàng loáng thoáng cảm thấy không lành. Đi thôi. Giang Sách cầm lấy hành lý đi ở phía trước, Loli lị nữ nhanh lên đi theo. Ai, chờ ta một chút. Lao kéo vội vội vàng vàng cầm lấy dương hành lý, bước nhanh đi theo. Không làm bọn họ thất vọng, lão yêu cùng báo ca quả nhiên dẫn một đám người ở phi trường bên ngoài chờ. Vừa ra sân bay, liền thấy một đoàn ăn mặc vệ y, hai tay túi phụ, dầu trong khí đốt nam tử xông tới, được có hơn 10 người. Nhiều người như vậy đối phó Giang Sách 4 người, nhìn qua là dư giả. Dù sao chỉ có Giang Sách một người nam nhân, mặt khác ba cái đều là đàn bà, trong đó còn có một cái là đã có tuổi nữ nhân. Trận chiến này, trên giấy là phơi bày nghiêng về một phía tư thế. Lão yêu cười ha ha, đi tới trước, dùng ngón tay Giang Sách, hung hãn nói, tiểu tử, vừa mới ở trên máy bay ngươi không phải cố gắng hung sao? Làm sao, một cái máy bay thì không được, túng. Nói cho ngươi biết, dám ở kinh thành đắc tội chúng ta đêm cầm nhân, không có một có thể sống. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Na hai cái cô gái nhỏ, liền do chúng ta mang về hảo hảo hưởng thụ, đám huynh đệ nhóm ngoạn cú liếu, gặp các ngươi biểu hiện quyết định sinh tử. Loli lị nữ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, sợ đến núp ở lao kéo phía sau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vừa lúc đó, siêu siêu siêu, một chiếc tiếp lấy một chiếc hắc sắc kiệu chạy ra qua đây, dừng ở trên quảng trường. Mỗi một chiếc kiệu chạy giá trị đều ở đây 3 triệu ở trên. Thô sơ giản lược nhìn sang, được có 40-50 chiếc nhiều. Nhiều như vậy xe, có giá trị không nhỏ. Cửa xe từng bước mở ra, một đoàn giữ lại bản thốn, người xuyên đồng phục cương nghị nam tử đi ra, đem chọn cái sân rộng đều cho chiếm giữ. Những người này, vừa nhìn chính là quanh năm ở trên chiến trường chém giết binh giả. Nhìn thấy một màn này, Giang Sách phiền mắt có chút ướt át, những thứ này binh giả đúng là hắn đã từng thuộc hạ binh. Bây giờ tuy là hắn không hề trưởng quản binh quyền, nhưng những thứ này binh, như trước tới, tham kiến chiến thần, đều nhịp thanh âm, hoàn toàn thống nhất động tác. Trên trăm danh binh giả đồng thời cúi chào, gây nên tất cả mọi người chú mục. Mà chút binh giả sợ tôn kính đối tượng chỉ có một người, đó chính là Giang Sách. Những thứ này binh, toàn bộ đều là Giang Sách ở Tây Kỳ thời điểm xuất lĩnh binh, sau lại Giang Sách đi Giang Nam khu nhậm chức. Bọn họ đã bị cấp trên chuyển tới kinh thành. Một năm tìm không thấy, những thứ này binh giả biết được Giang Sách đi tới kinh thành, cái gì cũng không quản không để ý, ngựa không ngừng vó dám đến nghênh tiếp. Không cần suy nghĩ, Giang Sách tới kinh thành tin tức này, nhất định là Mộc Dương một truyền lại cho bọn hắn. Giang Sách thâm thụ cảm động. Lao kéo cùng Loli lị nữ đều ăn rồi cả kinh. Các nàng nhưng thật ra thật không ngờ Giang Sách nhìn qua bình thường, nhưng phía sau lại có bực này thế lực, quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đặc biệt Loli lị nữ, nàng xem đợi Giang Sách ánh mắt trong đều có, sao? Đừng liền đối với Giang Sách tràn ngập cảm kích lòng nàng, lúc này lại nhìn thấy Giang Sách như vậy chịu tôn kính, viên kia nụ hoa chớm nở tâm lập tức liền nở rộ. Thiếu nữ u mê yêu, vào giờ khắc này đầy nhiệt tình. Giang Sách hướng mọi người phất tay ý bảo. Hắn mỉm cười nói, hôm nay ta không có nửa phần thực quyền, các ngươi không cần phải như vậy hương sư động chúng. Một gã dẫn đầu binh giả cao giọng nói rằng, ngày một ngày là của chúng ta thống suất. Liền cả đời đều là chúng ta thống suất. Còn nữa, ngài tuy là bị thu hồi thực quyền, nhưng ngài phong hào vẫn là Tu La chiến thần. Làm bộ hạ của ngài, chúng ta tới nghênh tiếp ngài là chuyện đương nhiên. Văn học quán cúi chào. Bá bá bá, lần thứ hai cúi chào. Từ nơi này chút binh giả cố chấp dáng vẻ cũng có thể thấy được, bọn họ đối với Giang Sách có bao nhiêu sùng bái. Có người sùng bái, đã có người bất đắc dĩ. Lão yêu khi nhìn đến này tấm tràng cảnh sau đó, sợ đến khuôn mặt đều đổi xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt như vậy một gã nhìn như nam nhân bình thường, lại chính là Tu La chiến thần Giang Sách. Tuy là Giang Sách đã không có thực quyền, nhưng những thứ này binh giả như trước chịu nghe từ Giang Sách điều động. Cho lão yêu 100 cái lá gan, cũng không dám cùng quan phương người chính diện cứng rắn mới vừa a. Lần này xem như là đá trúng thiết bản lên. Giang Sách xoay người nhìn về phía lão yêu, từ tốn nói, được rồi, người đã nói máy bay hạ cánh sẽ muốn ta đẹp, thiếu chút nữa làm trễ nãi.
Hiện tại ngươi có thể tiến hành biểu hiện, mời. Nói rất khách khí, nhưng nghe rất chói tai. Lão yêu phía sau những người đó từng cái nhìn nhau, đồng thời lui ra phía sau hết mấy bước, thật giống như cùng lão yêu căn bản không nhận thức giống nhau. Báo ca càng là ôm đầu, ai nha, đầu làm sao như thế đau ha. Ai nha, ta cái gì đều muốn không đứng dậy rồi, ta ngất rồi. Hôn mê. Ầm một tiếng, hàng này trực tiếp giả chết nằm ở trên mặt đất. Lão yêu sắc mặt trắng bệch. Đám này không có nghĩa khí hỗn đản, vừa nhìn thấy có phiền phức, một cái đứng ra cũng không có. Hắn nuốt nước miếng một cái, dám bài trừ một nụ cười, vui vẻ nói rằng, cái kia, Giang tiên sinh, ngài nói chuyện này gây, chúng ta thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Giang Sách nở nụ cười, chúng ta là người một nhà. Là, đương nhiên là, Giang tiên sinh ngài không biết, ta nhưng là ngài người ái mộ trung thành, chúng ta Đêm Cầm chính là noi theo ngài đã từng thống suốt thần La Thiên Trinh mà thành lập. Giang Sách nghe xong đều muốn thổ. Thần La Thiên Trinh, đó là Giang Sách huấn luyện ra nhất đẳng chiến lực. Mà Đêm Cầm, chính là nhất bang côn đồ tụ tập cùng một chỗ. Lấn hữu nghị sợ ác, tính là gì noi theo. Giang Sách khoát tay áo, các ngươi đã như thế thích thần La Thiên Trinh. Vậy không bằng liền theo đi xem đi, nhìn chân chính thần La Thiên Trinh là dạng gì a? A, không phải, không cần a. Mang đi. Ra lệnh một tiếng, những lính kia giả ngay lập tức sẽ đi lên đỡ lão yêu, cái khác hết thảy đến hiện trường Đêm Cầm người, toàn bộ đều bị mang đi, một cái đều chạy không thoát. Bọn họ thích thần La Thiên Trinh. Tốt, vậy đi theo lấy thần La Thiên Trinh nhân đợi mấy ngày, cam đoan sẽ làm bọn họ thoải mái lên trời. Giang Sách hướng về phía dẫn đầu tên kia binh giả nói rằng, tâm ý của các ngươi ta đã bỏ vào, hiện tại các ngươi đều trở về đi. Dù sao ta không có thực quyền, các ngươi hưng sư động chúng như vậy, ở phía trên đầu đã biết trừng phạt các ngươi. Thương lính như con mình. Na binh giả gật đầu, thông suốt, chúng ta đây đi trở về. Chúng ta đều tin tưởng vững chắc, ngài sẽ không cả đời thoái ẩn, chúng ta biết đến khi ngươi trở về ngày nào đó. Nói xong, Na binh giả xoay người rời đi, mang theo Đêm Cầm nhân ly khai. Trở về một ngày sao? Giang Sách cười cười, chính hắn cũng không xác định còn có thể sẽ không còn có ngày nào đó. Lúc này, Lô Ly lị nữ tiểu bào qua đây, kích động nói cái kia. Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta có thể với ngươi trao đổi một cái danh thiếp sao? Giang Sách gật đầu, đương nhiên. Hai người lẫn nhau trao đổi danh thiếp, Lô Ly lị nữ bắt được Giang Sách danh thiếp sau đó. Như nhặt được chí bảo, cao hứng trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tiểu thư, cần phải trở về. Lao kéo hô. Ân. Lô Ly lị nữ có một chút không nỡ. Cuối cùng nhìn chằm chằm Giang Sách nhìn đã lâu, chỉ có lưu luyến nắm Lao kéo tay ly khai. Các nàng ngồi lên chuyên môn đưa đón xe cộ. Rolls Royce. Lô Ly lị nữ ngồi ở sau xe tọa, một hồi cười một hồi đau thương. Vừa nghĩ tới Giang Sách bộ dạng liền hài lòng, vừa nghĩ tới khả năng sẽ không còn được gặp lại Giang Sách liền khổ sở. Tay nâng lấy tấm danh thiếp kia, lưu luyến. Lao kéo vi vi nghiêng người sang, cúi đầu cũng nhìn tấm danh thiếp kia, Giang Sách, Giang Nam khu nhân trị y quán, trung y. Thân phận của hắn bây giờ là một gã trung y. Lao kéo ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt không có chút nào tâm tình biến hóa, thế nhưng nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Khi biết hắn chính là Giang Sách một khắc kia, Lao kéo cũng đã sắp phát cuồng. Đơn giản là, cùng với nàng cùng nhau lớn lên đồng bạn Rip, chính là tự tay chết ở Giang Sách trong tay. Sợ rằng Giang Sách nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn ngày hôm nay xuất thủ cứu giúp nhân, đúng là cửu nhân không đội trời chung. Bên kia, Giang Sách nhìn chiếc kia chạy tới Rolls Royce, cười ha ha. Lại có như thế sang trọng xe đưa đón, hai nữ nhân kia thân phận xem ra không đơn giản. Hắn tùy ý nhìn xuống Lô Ly lị nữ danh thiếp, Triệu Dung, viết trang phục phẩm bài thiết kế sư. Họ nàng, Triệu, Giang Sách khẽ nhíu mày, sau đó lại lắc đầu, trên thế giới sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy a. Triệu, là một thế gia vọng tộc. Cũng không đến nổi cùng kinh thành Triệu gia liên hệ tới. Thu hồi danh thiếp, một chiếc khiêm tốn xe Toyota dừng ở trước mặt hắn, cửa xe mở ra, 12 hoàng kim một trong cửu trắng đi ra.
Cừu trắng cái trán có hai điểm đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn, hoạt thoát thoát một gã đại soái ca. Hắn khom người, thống suất, tửu điếm đã cho ngài chuẩn bị xong, mời lên xe. Giang Sách đem hành lý đều giao cho cừu trắng, sau đó cùng mặc cho Chỉ Lan ngồi chung lên ghế sau xe, ở cừu trắng dưới sự hướng dẫn tiến đến tửu điếm. Kinh thành, cuối cùng đã tới. Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đang mong đợi nhìn thấy phụ thân một khắc kia. Sắc trời bắt đầu tối. Sang trọng Rolls Royce dọc theo nhựa đường đường cái một đường đi về phía trước, từ từ hạ thấp tốc độ, từ quẹo cua một cái cửa đi vào. Dọc theo quanh co khúc khuỷu trong rừng đường nhỏ mở hơn 10 phút, rốt cục, xe đã tới đại môn. Nơi đây, chính là Triệu Dong lớn lên địa phương Triệu Gia Trang Vườn. Kinh thành tam đại thế gia. Triệu Gia, Đàm Gia, Khương Gia, thế lực khổng lồ, thành, ba phần thiên hạ, tư thế. Tam gia lẫn nhau đấu vài thập niên, ai cũng không có cách nào đem người nào lật đổ. Mỗi một nhà cũng có hơn 10-20 loại nhỏ phụ thuộc gia tộc, cũng đầu tư nâng đỡ trên trăm cái tất cả lớn nhỏ công ty. Mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Triệu Dong, chính là bây giờ Triệu gia gia chủ tiểu nữ nhi, từ nhỏ đã bị cưng chiều. Ngày hôm nay coi như không có Giang Sách xuất thủ, cũng sẽ có người đang âm thầm bảo hộ Triệu Dong an toàn. Lão yêu đám người kia không phải thua bởi Giang Sách trong tay, cũng sẽ thua bởi Triệu gia trong tay. Bởi vì Triệu gia gia chủ bảo vệ tốt, Triệu Dong trên cơ bản từ nhỏ đã cùng ngăn cách ngoại giới mở, căn bản tiếp xúc không đến bất kỳ mặt trái tin tức. Nàng, đó là sống ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Tuy là yếu đuối, thế nhưng cũng cực độ đơn thuần, không có bất kỳ từng tia ô nhiễm. Khả ái nàng đặc biệt thích thiết kế thời trang. Triệu gia gia chủ liền dứt khoát bỏ vốn giúp nàng thành lập một cái trang phục phẩm bài, xây dựng hơn 10 gia chi nhánh công ty. VS là Triệu Dong kinh điển tác phẩm. Bây giờ cái này phẩm bài đã trở thành kinh thành thậm chí toàn quốc nổi danh phẩm bài, ở lần thứ hai Nguyên Khả Ái kiểu bên trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Không thể không nói, Triệu Dong ở phương diện này vẫn là rất có tạo nghệ. Nàng chỉ cần chuyên tâm làm nàng thích việc làm. Làm một gã thợ thiết kế thời trang có thể. Công ty khác quản lý, này phức tạp thương vụ hoạt động, nhân tế quan hệ xử lý. Triệu gia gia chủ đều sắp xếp người xử lý vững vững vàng vàng. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này đóa nhà ấm bên trong hoa, có thể như vậy xinh đẹp nở rộ cả đời. Trang viên cửa sắt lớn mở ra. Rolls Royce một đường đi về phía trước, dừng ở một chỗ suối phun bên cạnh. Cửa xe mở ra. Một gã ăn mặc trường sa màu xanh nam tử, một bên ngậm si gà vừa đi qua, người này chính là Triệu gia đại công tử Triệu Hải Nhân. Lao kéo xuống xe trước. Triệu Hải Nhân nghênh liễu thượng khứ, yêu, chúng ta băng sơn mỹ nhân đã về rồi. Nghe nói các ngươi ở trên máy bay tao ngộ rồi một ít không thoải mái, thế nào, muốn ta đi dạy dỗ một chút đám khốn kiếp kia sao? Lao kéo khoát tay áo, ta xem không cần, so với cái này. Ngươi càng hẳn là quan tâm ngươi một chút muội muội. A hát. Triệu Hải Nhân hướng trong xe nhìn một chút, chỉ thấy Triệu Dong nhìn chằm chằm trong tay danh thiếp đang nhìn, thần tình trên mặt cô đơn. Luôn luôn nhỏ nhắn xinh xắn khả ái Triệu Dong sao lại thế thương tâm? Lẽ nào? Triệu Hải Nhân hoảng sợ hỏi, lao kéo, muội muội ta có phải hay không bị những tên khốn kiếp kia khi dễ rồi? Lao kéo nở nụ cười, cái đó ngược lại không có. Na Dung Nhi nàng thế nào nhìn chúng đi không được vui vẻ. Bởi vì, lao kéo cười đều giả nói, bởi vì, này cô gái nhỏ, mối tình đầu rồi. Những lời này nhưng là bị Triệu Dong nghe tiếng biết. Nàng bĩu môi, lao kéo tỉ tỉ, không cho ngươi nói bậy. Lao kéo nhún vai, phải, cũng không biết là người nào, từ cùng người ta sau khi tách ra, vẫn mất hồn mất vía, khi thì khóc khi lại cười. Cái nào, nào có. Nghe được các nàng đối thoại, Triệu Hải Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng thực sự là thần kỳ, Triệu Dong chưa bao giờ thích cùng nam nhân sống chung một chỗ, chứng kiến nam sinh liền chán ghét, cho nên bình thường phụ trách bảo hộ nhiệm vụ của nàng đều giao cho lao kéo. Cho dù có nam bảo tiêu, vậy cũng đều là đang âm thầm bảo hộ. Triệu Hải Nhân thậm chí đều muốn, chính hắn một muội muội có thể hay không cả đời đều không ai thèm lấy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, chỉ có đi ra ngoài vài ngày. Đã bị nam nhân khác câu mất hồn mất vía,
cô gái kia tâm lập tức liền nhộn nhạo. Triệu Hải Nhân rút cửa xì gà, cười ha hả hỏi, là nhà nào công tử, đem ta muội linh hồn nhỏ bé đều câu đi a? Là, Lao Kéo vừa mới chuẩn bị mở miệng, Triệu Dung mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, lập tức ngăn cản, không cho nói. Ngươi nếu như nói, ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Lao Kéo nhún nhún vai, đại công tử, cái này không trách ta. Triệu Hải Nhân gật đầu, đi, không nói thì không nói. Bất quá tiểu muội ta nên nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhưng là chúng ta Triệu gia tiểu công chúa. Là ta ba hòn ngọc quý trên tay, người bình thường có thể tuyệt đối không xứng với ngươi. Coi như ngươi thích, nếu như người nọ thân phận không đủ, các ngươi cũng sẽ không ở chung với nhau. Vừa nói như vậy, Triệu Dung càng thương tâm rồi. Nàng bĩu môi, a hát, ta đều đã biết, đừng bảo là, còn có thể hay không thể gặp lại cũng không nhất định. Triệu Hải Nhân vung tay lên, được rồi, đừng tại trong xe đang ngồi, đi vào ăn cơm đi. Ngày hôm nay đại ca chuẩn bị cho ngươi một bàn thức ăn ngon, đều là ngươi thích ăn. Hắn vừa nói vừa hướng đi. Lao Kéo nhìn Triệu Hải Nhân bóng lưng, trong lòng cười nhạt. Nếu để cho Triệu Hải Nhân biết, Triệu Dung thích nam nhân, chính là bắt đi hắn nữ nhân, làm cho hắn không xuống đài được tu la chiến thần giang sách, không biết Triệu Hải Nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Chuyện này trọng yếu phi thường, được tìm một then chốt thời cơ nói ra. Lập tức, Lao Kéo đi theo. 10 giờ tối nhiều. Cơm nước xong Lao Kéo về đến rồi trọng môn khoa học kỹ thuật công ty, đi tới chủ tịch phòng làm việc. Gặp được nghĩa phụ của nàng Ngô lão gia. Đã trở về. Ân. Ngô lão gia ném cho nàng một chai thủy, cực khổ. Lao Kéo mở chốt đổ vài hớp, ngồi ở Ngô lão gia đối diện, phải. Đi qua gần nhất đối với Triệu Dung bảo hộ, Triệu gia đối với chúng ta trọng môn độ hảo cảm đề thăng, nguyện ý thêm vào đầu nhập, trợ giúp chúng ta lật đổ Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Ngô lão gia vui mừng gật đầu, làm tốt. Hắn dựa vào ghế trên lưng, nặng nề thở dài, từ RIP đi rồi, vi phụ trạng thái vẫn rất không xong, xử lý sự tình càng ngày càng lực bất tòng tâm, trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi hỗ trợ chạy trước chạy sau. Nếu không... Chúng ta ở kinh thành bộ thự liền tất cả đều xong. Lao Kéo cười nhạt. Được rồi, cũng không sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngươi đi. Lao Kéo gật đầu, đem bình nước để xuống, nhưng là lại không hề rời đi. Ngô lão gia nhìn nàng một cái, làm sao, còn có việc. Ân, chuyện gì? Đang trên đường trở về, ta theo Triệu tiểu thư bị đêm cầm nhân quấy rầy. Ngô lão gia phốc suy vui một chút. Đêm cầm đám kia không có nhãn lực vô liêm sỉ, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Sau đó, bị người của Triệu gia sửa chữa rất thảm a. Không đợi được người của Triệu gia xuất thủ, thì có một người đàn ông đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân. A hát, cứu Triệu tiểu thư, người này muốn phát đạt. Ai nói không phải, hơn nữa thần kỳ hơn là, Triệu Dung tựa hồ đối với nam tử kia động tâm. Ngô lão gia nghe xong cười ha ha. Cái kia đối với nam nhân chán ghét chí cực cô gái nhỏ, cư nhiên sẽ đối với một cái nam tử xa lạ động tâm. Thật là có ý tứ. Được rồi, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, người đi nghỉ ngơi đi. Lao Kéo nhìn Ngô lão gia, nghĩa phụ, người sẽ không muốn biết nam nhân kia là ai. Là ai rất trọng yếu a? Ân, ta cảm thấy đến rất nặng muốn. Ngô lão gia cười ha ha, vậy ngươi nói một chút, người nọ là ai? Lao Kéo nhìn như hời hợt nói ra hai chữ, giang sách. Cùm cụp, Ngô lão gia trong tay vẽ giấy bút máy bởi vì dùng quá sức mà bẻ gãy. Hắn không dám tin ngẩng đầu nhìn Lao Kéo, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa. Lao Kéo nhún vai, ngài cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Ngô lão gia ngồi thẳng người, dở khóc dở cười. Làm sao cũng không nghĩ ra. Làm cho hắn hận thấu xương giang sách cư nhiên sẽ đến kinh thành, nhưng lại cứu Lao Kéo cùng Triệu Dung. Càng là tranh thủ rồi Triệu Dung phương tâm. Trong này chuyện xấu thật sự là nhiều lắm. Chuyện này, Triệu Hải Nhân biết không? Còn không có, bất quá theo ta thấy, giấu không được bao lâu. Ngô lão ra hé mắt, suy tính, giang sách ở Giang Nam khu làm người tổng phụ trách làm yên lành. Đột nhiên tuyển trạch ẩn lui, bỏ qua sở hữu quyền lực. Sau đó Thiểu Yên lặng đi tới kinh thành, hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Lao Kéo, ngươi được cho ta chành khẩn một điểm, có thể,
nhất định phải điều tra rõ ràng Giang Sách lần này tới kinh thành mục đích. Lao kéo nói rằng, ngài không giao đại ta cũng sẽ làm như thế. Lúc rời thời điểm, ta cũng làm người ta để mắt tới Giang Sách rồi, trước mắt hắn địa chỉ, hành động đều tại ta trong lòng bàn tay. Làm tốt, Ngô lão gia suy đoán nói, người nói, Giang Sách có phải hay không là hướng về phía chúng ta tới? Hay hoặc giả là hướng về phía Triệu gia tới? Không giống, hắn đối với Rip cùng Triệu Hải nhân tình phụ đều hạ thủ không lưu tình, rồi lại đối với ta cùng Triệu Dung xuất thủ tương trợ, cái này nhìn qua rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn, Giang Sách người này ý đồ xấu nhiều lắm, chúng ta được phòng. Lao kéo hỏi, chúng ta đây có muốn hay không cho Giang Sách một hạ mã uy? Cho hắn biết biết, kinh thành cũng không phải là tốt như vậy địa phương ngây ngô. Ngô lão gia nhíu chân mày lại, hiện nay là chúng ta cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đối kháng then chốt thời cơ, không thích hợp phức tạp. Giang Sách là nhất định phải đối phó, nhưng không phải hiện tại. Huống hồ, chúng ta còn không biết hắn mục đích của chuyến này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như vậy đi. Tìm một người cùng chúng ta không có quan hệ người đi, đả thảo kinh xà, nhìn có thể hay không đàm luận nghe ra phong thanh gì. Đi, Lao kéo đề nghị, vậy dứt khoát để Đêm Cầm Nhân đi được rồi. Giang Sách bắt người của bọn họ, ta có thể an bài thuộc hạ nhân đi về phía Đêm Cầm lão đại tiết lộ Giang Sách hành tung, làm cho Đêm Cầm đi trả thù. Có thể đối phó Giang Sách tốt nhất, không đối phó được, cũng theo chúng ta không có quan hệ. Ngược lại chúng ta chính là bàng quan. Xem náo nhiệt. Ngô lão ra gật đầu, điểm ấy tử không sai, đi thôi. Tốt. Lao kéo thân muốn đi. Cái kia. Nghĩa phụ, còn có việc. Đại ca ngươi hắn gần nhất thân thể càng ngày càng không xong, ngươi nếu là có thời gian, sẽ đi thăm nhìn hắn. Đã biết. Lao kéo rời phòng làm việc. Ngô lão ra dựa vào ghế trên lưng, hai mắt nhìn về phía trước. Giang Sách à Giang Sách. Người đến cùng muốn làm gì? Buông tha người tổng phụ trách thân phận, buông tha quyền lực. Độc thân đi tới kinh thành rốt cuộc vì cái gì? Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không để cho ngươi như nguyện. Rip, mối thù của ngươi, vi phụ nhất định phải tự tay giúp ngươi báo. Giang Sách, chắc chắn phải chết. Đêm khuya, tửu điếm cấp 5 sao, tổng thống phòng xếp. Hành lý đều ném ở một bên, Giang Sách. Mặc cho chỉ Lan hai người ngồi ở bàn ăn trái phải hai bên, ăn thơm phún phún cơm nước. Cửu trắng rời cái ghế ngồi xuống, thống suất, ăn ngon không? Mùi vị không tệ. Ăn hai cái, Giang Sách dò hỏi, khai báo ngươi làm sự tình thế nào? Cửu trắng là 12 hoàng kim trong điều tra năng lực mạnh nhất, tình báo của hắn. Là tất cả nhóm người chung nhất toàn bộ đáng tin nhất. Lần này có thể hay không thuận lợi nhìn thấy Giang Hàn Phi? Phải dựa vào cửu trắng trợ giúp. Hắn xuất ra một cái quyển sổ nhỏ, vừa nhìn vừa nói, đầu tiên là quan phương một ít tư liệu. Giang Hàn Phi, hiện nay đảm nhiệm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch chức. Hắn sáng lập Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sắp xỉ 8 năm, ở nơi này 8 năm trong, chia rẽ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bằng vào xuất sắc khoa học kỹ thuật cùng với siêu phàm thương nghiệp trí tuệ, đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chế tạo thành kinh thành cao cấp nhất khoa học kỹ thuật công ty, hàng năm doanh thu ngạch đều có hơn 1.000 ức. Mặc cho chỉ Lan nháy nháy con mắt, hơn 1.000 ức. Hàn Phi thật đúng là không đơn giản. Sáng tạo ra Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật cũng đã rất giỏi, không nghĩ tới còn sáng tạo ra càng thêm giỏi lắm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Giang Sách lại nghi ngờ nói, vấn đề là, hai nhà này công ty thương nghiệp lộ tuyến hầu như nhất trí. Tại sao muốn buông tha làm Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật mà trọng đầu bắt đầu? Mấu chốt nhất là, hắn cái này 8 năm một mực kinh thành, vì sao không quay về? Giang Mạch chết, hắn đều không có bất kỳ biểu thị. Cửu trắng tiếp tục nói, căn cứ điều tra, Giang Hàn Phi cho tới bây giờ kinh thành năm thứ nhất liền thân nhiễm tật bệnh, cho tới nay đều rất khiêm tốn. Ngoại trừ phải xuất hiện trường hợp, thông thường hắn đều không hiện thân. Mặc cho chỉ Lan liếc nhìn Giang Sách. Thật là có kỳ phụ tất có kỳ tử, phụ tử các ngươi hai phong cách hành sự giống nhau như đúc, xác định là ruột thịt không thể nghi ngờ. Giang Sách cười khổ một tiếng, hỏi, hắn bị bệnh gì? Cửu trắng lắc đầu, không biết, ta điều tra qua này trị liệu Giang Hàn Phi bác sĩ, nhưng không thu hoạch được gì. Giang Hàn Phi tật bệnh phi thường đặc thù, hiện nay không người nào biết bệnh của hắn là cái gì. Đầu mối duy nhất,
chính là của hắn nội tạng xuất hiện vấn đề. Phương thức cao nhất chính là thay đổi nội tạng. Giang Sách gật đầu, đây chính là hắn tìm được Thạch gia phụ tử nguyên nhân. Hắn tiếp tục hỏi, kinh thành không giống với Giang Nam khu, nơi đây rồng rắn lẫn lộn, thế lực phồn đa. Không phải người có tri thức có trí mưu là có thể lên. Ở sau lưng của hắn, nhất định có một người thế lực chống đỡ a. Cửu Trắng gật đầu. Không sai, kinh thành cường đại nhất tam đại thế gia Triệu gia, Đàm gia cùng Khương gia. Ở Giang Hàn Phi đứng sau lưng, chính là Đàm gia. Đàm gia cung cấp không ít tài chính lấy chồng mạch, trợ giúp Giang Hàn Phi gây dựng sự nghiệp. Có thể nói, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đứng lên, được có Đàm gia một nửa công lao, cũng vì vậy, hàng năm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đều phải hướng Đàm gia, bày đồ cúng, đại lượng tiền tài, cụ thể con số không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối là một con số thiên văn. Đây là khẳng định, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Giang Sách để đũa xuống, đưa ra một vấn đề cuối cùng, vậy ngươi có biện pháp nào, có thể cho ta theo gặp mặt hắn? Cửu Trắng buông cuốn vở, biện pháp nhưng thật ra có một, nhưng chưa có hoàn toàn nắm chặt. Nói, Giang Hàn Phi thân nhiễm bệnh nặng, mỗi tháng đều sẽ triệu tập kinh thành thầy thuốc giỏi nhất đi chữa bệnh, tuy là vẫn không có hiệu quả, nhưng là chẳng bao giờ buông tha. Cửu Trắng nhìn về phía Giang Sách, thống suất, ngài lần này tới kinh thành thân phận, không phải là bác sĩ sao? Vẫn là nhân trị y quán bác sĩ. Giang Sách hài lòng nở nụ cười. Biện pháp này quả thật không tệ. Nếu như này Giang Hàn Phi thật là cha của mình, vậy chẳng những có thể gặp mặt, còn có thể tiện thể cho cha chữa bệnh. Con trai cùng phụ thân chữa bệnh, chuyện đương nhiên. Nếu như trong này có khác mờ ám, Giang Sách cũng có thể đi qua thân phận thầy thuốc tiếp cận Giang Hàn Phi, tra xét đến tột cùng. Cái điểm này tử, không sai. Giang Sách đối với cái này cái biện pháp cầm công nhận thái độ, kế tiếp bọn họ mà bắt đầu thương lượng như thế nào đối với Giang Sách tiến hành đóng gói, lại muốn đi qua phương pháp gì đi Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cho Giang Hàn không phải xem bệnh. Cái này chặn cửa, chuông cửa vang lên. Có người. Ba người đều sửng sốt dưới, chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm của nam nhân, người bán hàng. Cửu Trắng đi tới, tự tay mở cửa. Đã trễ thế này, người có chuyện gì? Người bán hàng nói rằng, dưới phòng khách tới một đám người, bọn họ để cho ta đưa cái này giao cho một gã là, Giang Sách, tiên sinh. Cửu Trắng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy phục vụ viên trong tay đầu cầm một phong thơ. Cho ta là được. Tốt. Cửu Trắng tiếp nhận tin, đóng cửa lại, cất bước đi tới Giang Sách trước mặt. Thông suất, thơ của ngươi. Giang Sách tự tay tiếp nhận thư tín. Phong thư trên cái gì chưa từng viết, một mảnh trống không. Hắn sửng sốt một chút, lẩm bẩm, đầu năm nay còn viết thơ cũng không nhiều. Hơn nữa phong thư này không có mã hóa bưu chính, không có đất chỉ, hiển nhiên không phải gửi tới được. Xem ra, là kinh thành một ít người để mắt tới ta. Vừa mới tới ngày đầu tiên, đã bị người theo dõi, ta Giang Sách, bằng hữu, vẫn là rất nhiều. Hắn tự tay mở ra phong thư, ở bên trong là một tấm giấy viết thư cùng với một khối lệnh bài. Trên lệnh bài điêu khắc một con đen nhánh phi cầm, nhìn không ra là cái gì. Giang Sách mở ra giấy viết thư, nội dung bên trong vô cùng đơn giản, tổng cộng liền bốn chữ, xuống lầu lãnh cái chết. Một phong thơ, một khối lệnh bài. Nội dung bức thư nếu như này cuồng vọng bá đạo. Vừa mới nghe phục vụ viên khẩu khí, đám người này hiển nhiên là đã tới tửu điếm, đem phòng khách chiếm lĩnh rồi, Giang Sách muốn đi đều trắc trở. Hắn cười cười, mới đến ngày đầu tiên thì có Cửu gia tìm tới cửa. Tốt, ta đi xuống xem một chút, rốt cuộc là người nào Cửu nhân. Cửu Trắng cầm lấy tấm lệnh bài kia liếc nhìn, nở nụ cười, thống suất ngài không cần đi, ta biết là ai. A hát, người nào? Tấm lệnh bài này, là kinh thành thế lực đêm cầm tín vật, cũng là bọn họ lệnh truy sát. Phàm là thu được loại lệnh bài này, đó chính là bị đêm cầm theo dõi. Giang Sách gật đầu, xem ra không phải Cửu nhân cũ, mà là thù mới người, ban ngày cứu hai cái cô nương tiện thể đem đêm cầm một nhóm người mang đi, lúc này nhân gia không vui, tìm tới cửa trả thù. Được, ta đi gặp bọn họ một chút. Giang Sách đứng dậy đi về phía cửa, Cửu Trắng lập tức đi theo. Rất sợ Giang Sách xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Tuy là Giang Sách lợi hại, nhưng mình thường dễ tránh. Hai người đi xuống lầu,
liếc mắt liền thấy được Đêm Cầm Nhân. Một nhóm lớn người ngăn ở trong tửu điếm đầu, đem đại môn đều lấp kín, cấm bất luận kẻ nào ra vào, coi như là muốn nhìn không đến bọn họ đều khó khăn. Chứng kiến Giang Sách xuống tới, Đêm Cầm Nhân con mắt đều sáng lên. Một tên trong đó nhìn qua như là người cầm đầu đã đi tới, trên mặt của hắn xăm màu đen phi cầm, như là chim hoặc như là kê. Ngươi chính là Giang Sách. Là. Người nọ lạnh rên một tiếng, dùng ngón tay chỉ mình, nhận thức ta sao? Giang Sách lắc đầu. Hảo tiểu tử, ngay cả ta cũng không nhận ra. Đủ phách lối a, nói cho ngươi biết, lão tử là Đêm Cầm quản sự, nhân xưng phi kê, phi gia. Tên này thật đúng là khôi hài. Bất quá rơi vào tửu điếm nhân viên công tác trong tai. Giống như là ác mộng vậy tồn tại. Phi kê, đây chính là ác ma giết người không nháy mắt. Phàm là bị bọn họ Đêm Cầm cho để mắt tới, cũng không có kết cục tốt. Giang Sách nhàn nhạt hỏi, cho nên người con này phi kê tìm ta là làm cái gì máy bay a? Đều loại thời điểm này rồi, hắn vẫn còn nói lời nói dí dỏm, hiển nhiên là không có đem phi kê để vào mắt, hiện trường nhiều như vậy tay chân ở Giang Sách trong mắt. Vậy cũng là cái bài biện. Phi kê nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, cười lạnh một tiếng, nói rằng, hảo tiểu tử, tính khí còn rất hoành. Ta điều tra qua, người trước kia là kinh thành vài cái binh giả đội ngũ thống suất, giống như là một tiểu lãnh đạo. Bất quá na đều vô dụng. Người bây giờ đã về hưu, chính là một bình dân dân chúng. Ta còn nói cho người biết, coi như người không có về hưu ta phi kê cũng như cũ gọt ngươi. Ở kinh thành, khắp nơi đều có đại quan. Người làm qua vài ngày tiểu lãnh đạo liền đem mình làm chuyện rồi. Liền dám đem ta thuộc hạ nhân cho bắt đi. Ha ha. Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Giang Sách hỏi, chuyện này đã đến nước này, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phi kê nhìn một chút Giang Sách, dựa theo quy củ giang hồ, ngươi làm ta nhiều huynh đệ như vậy, ta làm đại ca, phải thay các huynh đệ kêu bất bình. Nói, hắn nhận lấy một thanh khảm đao ném xuống đất. Xem ở ngươi làm qua vài ngày tiểu lãnh đạo phân nhi trên, ra ta cho ngươi chút mặt mũi. Không muốn mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi một tay cùng một chân, ngươi xem, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ra giúp ngươi a. Nghe xong lời này, quán rượu nhân viên công tác tất cả đều sợ đến núp ở sau cái bàn đầu, một cái đi lên khuyên can cũng không có. Thậm chí ngay cả báo cảnh sát cũng không có. Loại sự tình này chỉ có thể nhìn náo nhiệt, muôn ngàn lần không thể liên lụy vào. Ai dám báo nguy, Đêm Cầm sẽ đối phó người nào? Cửu Trắng khẽ nhíu mày, đi tới nói rằng, uy. Ngươi không khỏi cũng quá điên. Trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể muốn chúng ta thống suốt một tay cùng một chân. Phi kê nở nụ cười, trước đây không có, đó là bởi vì không có gặp phải ta, nếu như sớm gặp phải ta, các ngươi đã sớm là tàn phế. Lời này đủ thô bạo. Cửu Trắng nhướng mày, không nhìn nổi, đi phía trước đạp một bước. Chuẩn bị thay Giang Sách xuất thủ giáo huấn một chút những thứ này không thức thời đồ hỗn hào. Giang Sách cũng không cho rằng ý, tự tay ngăn cản Cửu Trắng. Hắn tự tốn nói, vị này phi kê đại gia, việc này sẽ không có chỗ chống điều đình sao. Một tay một chân, quá độc ác điểm a. Phi kê cười ha ha, bây giờ biết sợ. Chậm, dừng một chút, hắn chuyển qua câu chuyện nói rằng, bất quá cũng không phải chưa có trở về chuyển chỗ chống, trên thế giới này. Mặc kệ chuyện gì cuối cùng cũng không chạy khỏi một chữ tiền. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, nếu như ngươi có thể xuất ra đầy đủ tiền tới vuốt lên huynh đệ ta nhóm thương tích, vậy ngươi tay chân, ta sẽ cân nhắc lưu lại. Giang Sách lại hỏi, vậy cần bao nhiêu tiền? Phi kê nhìn một chút Giang Sách, tiểu tử ngươi làm qua tiểu lãnh đạo, không ít mò tiền a. Không phải ta cố ý chào giá, mà là cấp cho ngươi chút dạy dỗ. Giá tổng cộng, 3 triệu. 3 triệu, đối với người thường mà nói tuyệt đối là con số thiên văn. Nhưng đối với Giang Sách mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Hắn bình tĩnh nói, 3 triệu, mấy chữ này không trên không dưới nghe liền khó chịu, như vậy đi, ta cho ngươi góp cái cả, cho ngươi 10 triệu như thế nào. Phi kê trợn tròn mắt, gặp qua trả giá, chưa thấy qua như thế trả giá. Nào có người chủ động di chuyển đem giá cả đi lên còn. Phi kê cười ha hả nói, có thể a, tiểu tử rất có nhãn lực độc đáo thưởng thức,
biết sai liền cải thiện lớn lao đâu chỗ này a. À. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện nhi mặt trên, về sau ngươi liền cùng ta hôn a, gia nhập vào chúng ta đêm cầm, về sau ra ra ta bảo kê ngươi. Giang Sách khoát tay áo. Không nóng này. Tiền, ta có thể cho ngươi, thế nhưng ta liền sợ ngươi cầm không đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.